Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 104. Lưu Dật Trần mặc kệ con rối và hai sư đệ, dứt khoát chạy trốn. Hắn ta dốc hết vốn liếng, sử dụng một tấm bùa huyết độn chạy đi mất. Tuy con rối của Lưu Dật Trần đã gần đạt tới sức mạnh của tu sĩ đại thừa, nhưng nhược điểm là cần chủ nhân đích thân điều khiển, và lại tốc độ chậm. Dù sao cũng chỉ là con rối, không được linh hoạt như tu sĩ chân chính, vì vậy không thể trông cậy vào con rối bắt được đi đam người Dương Bách Xuyên. Nếu chỉ có một mình Dương Bách Xuyên thì Lưu Dật Trần nắm chắc có thể bắt được đối phương. Nhưng ai dè Dương Bách Xuyên lại có thể gọi trợ thủ, hơn nữa trong số đó còn có một con kim long, khiến Lưu Dật Trần sợ hãi bỏ chạy. Sau khi Lưu Dật Trần biến mất, Mai Tỷ thẳng tay phá hủy một con rối đang đuổi theo con trồn. Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và Đá Đả Tiên liên thủ tiêu diệt một con rối, giết hai đệ tử Bách Luyện Sơn Trang. Trận chiến kết thúc, không gian trở nên yên tĩnh. Mặc dù có người bị thương trong trận chiến này, nhưng hầu như họ đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Mộc Ngưng Hiên và đệ tử Bách Luyện Sơn Trang bị giết gần hết. Chỉ có một mình Lưu Dật Trần chạy trốn. Một canh giờ sau, vết thương của Dương Bách Xuyên đã lành. Lưu Dật Trần chạy trốn nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên, nhưng cũng hợp tình hợp lý, dù sao Lưu Dật Trần cũng được mệnh danh là tiểu tông sư của Bách Luyện Sơn Trang, chắc chắn trên người có không ít pháp bảo. Mai Tỷ lại trở về không gian Bình Càn Khôn, nàng ấy có việc phải làm. Còn Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành thì ở lại, đi theo bên cạnh Dương Bách Xuyên. Khi bọn họ đến đây cũng phát hiện hàn khí càng lúc càng đậm, con trồn chít chít nói với Dương Bách Xuyên là nó phát hiện hàn khí mang theo sóng linh khí cường đại. Dương Bách Xuyên nghĩ bọn họ cách linh trì chỗ tế đàn Bạch Giao Long rất gần, vì vậy hắn không định đuổi theo Lưu Dật Trần. Thời gian trì hoãn quá lâu, hắn chuẩn bị đi tới linh trì luôn. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, cỏ Giao Long dùng để luyện chế đan độ kiếp rất quan trọng, còn một kẻ chạy trốn như Lưu Dật Trần thì chẳng đáng nhắc đến. Dù sao kẻ địch cần giết đã chết hết, thời gian ở lại không còn bao lâu. Nhóm Dương Bách Xuyên đi thẳng về phía trước. Trong hàn khí, Dương Bách Xuyên vẫn luôn giữ cảnh giác. Bọn họ đã đi rất lâu mà không thấy vấn đề gì bất thường. Chỉ là thỉnh thoảng có mấy con yêu thú nhỏ nhảy ra, nhưng đều bị Dương Bách Xuyên giải quyết. Hai ngày sau, Dương Bách Xuyên phát hiện hàn khí càng thêm dày đặc. Hắn thầm đoán chắc là đã đến nơi rồi. Quả nhiên con trồn nói nó cảm ứng được phía trước có sóng năng lượng cường đại xuất hiện. Dương Bách Xuyên dùng càn khôn nhãn quan sát. Trong tầm mắt, hàn khí ở nơi này gần như đóng băng. Bọn họ đều dùng pháp lực chống lại hàn khí mới có thể di chuyển bình thường. Mấy phút sau, Dương Bách Xuyên dựa vào càn khôn nhãn nhìn thấy một hang động rộng lớn. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đi vào thì thấy bên trong dã có người. Là đám người Mai Hoa Tiên Tử. Hơn nữa, coi bộ đám Mai Hoa Tiên Tử đến từ một hướng khác, cũng vừa mới tới hang động này. Hang động to như sân bóng rổ, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ở vị trí trung tâm quả nhiên có một cái hồ tỏa ra hàn khí. Hàn khí tràn đầy, từ trong hồ tuôn ra ngoài như dòng chảy. Hàn khí không bay lơ lửng giữa không trung, mà chuyển động sát mặt đất giống như nước từ trong hồ chảy ra. Vì vậy có thể nhìn thấy người trong không gian này. Dương Bách Xuyên và Mai Hoa Tiên Tử đứng cách nhau gần 100 mét nhìn đối phương. Dương Bách Xuyên hơi sửng sốt khi nhìn thấy Mai Hoa Tiên Tử, sau đó hắn gật đầu với nàng ta. Mấy lần trước Mai Hoa Tiên Tử có vẻ nghiêm khắc với hắn, nhưng đều thiên vị hắn, cho nên hắn có thiện cảm với đối phương. Tuy Dương Bách Xuyên không biết tại sao Mai Hoa Tiên Tử lại giúp mình, nhưng vẫn cảm kích nàng ta. Trong khi Dương Bách Xuyên đánh giá Mai Hoa Tiên Tử, Mai Hoa Tiên Tử cũng đang đánh giá Dương Bách Xuyên. Mai Hoa Tiên Tử thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện, hai mắt chợt sáng ngời. Lúc này nàng ta đã chắc chắn Dương Bách Xuyên quả nhiên không đơn giản. Đầu tiên, Dương Bách Xuyên còn sống và đến được nơi này chứng tỏ hắn đã phá vòng vây của đám người Trình Vĩ Khang, thậm chí có khả năng đám người Trình Vĩ Khang chịu nhiều thiệt hại. Hơn nữa, Mai Hoa Tiên Tử đến linh trì đầu tiên là bởi vì nàng ta có bí pháp có thể đến linh trì bằng tốc độ nhanh nhất. Bớt được rất nhiều đường vòng, không lãng phí quá nhiều thời gian trong sơn động chẳng khác gì mê cung. Thế nhưng nàng ta phát hiện Dương Bách Xuyên cũng đến đây cùng lúc, chuyện này không đơn giản. Thật ra Mai Hoa Tiên Tử không biết rằng thứ nhất là do Dương Bách Xuyên may mắn, thứ hai là nhờ công lao của con trồn,
cho nên hắn cũng bớt được rất nhiều đường vòng, đi thẳng đến Linh Trì. Hiện tại Mai Hoa Tiên Tử đã nhìn Dương Bách Xuyên bằng cặp mắt khác, trong lòng càng thêm quyết tâm kết giao với Dương Bách Xuyên, nghĩ cách làm cho hắn trở thành đạo lữ của mình. Đến khi ra khỏi Thái Hoang, nàng ta sẽ đưa Dương Bách Xuyên đến Thông Thiên Cung khảo nghiệm, như vậy thì nàng ta có thể thực hiện ước mơ của mình, hay nói chính xác hơn là dã tâm. Nghĩ đến đây, Mai Hoa Tiên Tử nở nụ cười với Dương Bách Xuyên, yểu điệu đi về phía hắn. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trước đó Mai Hoa Tiên Tử từng giúp mình. Khi đám người Trình Vĩ Khang và Mộc Ngưng Hiên gây chuyện với mình, nàng ta đã nói giúp. Hắn nhớ ân tình này, cho nên cũng đi tới, ít nhất cũng phải tỏ lòng cảm ơn mới được. Bái kiến Mai Hoa Tiên Tử. Chào Dương Đạo Hữu. Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Sau đó cả hai đều sửng sốt, rồi bật cười. Đối với Mai Hoa Tiên Tử mà nói, Dương Bách Xuyên lễ độ với nàng ta như vậy mà một khởi đầu tốt. Mà Dương Bách Xuyên thì nghĩ Mai Hoa Tiên Tử cười với mình tức là có thiện ý, hoặc nói là có ấn tượng tốt. Hai người đều có ấn tượng tốt về đối phương. Nhưng tên họ Dương nào đó không biết rằng thật ra Mai Hoa Tiên Tử cố ý bày tỏ thiện ý với hắn là để có thể thuyết phục hắn trở thành đạo nữ của nàng ta, sau đó tới Thông Thiên Cung nhận khảo nghiệm đạo lữ, hoàn thành dã tâm của nàng ta. Dương Đạo Hữu, ta là người của Thông Thiên Cung, lúc trước ta cũng bất đắc dĩ, hy vọng đạo hữu thứ lỗi. Mai Hoa Tiên Tử hơi khom người tỏ lòng áy náy với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng biết là Mai Hoa Tiên Tử đang nói tới lúc Trình Vĩ Khang gây sự với hắn, nàng ta không ở lại giúp hắn mà xoay người rời đi. Dương Bách Xuyên hoàn toàn thấu hiểu chuyện này. Dù sao Mai Hoa Tiên Tử cũng đại diện cho Thông Thiên Cung, có thể thông cảm. Mai Hoa Tiên Tử nghĩ nhiều rồi. Lúc trước tiên tử bênh vực lẽ phải, Dương Mỗ ghi nhớ trong lòng. Dương Bách Xuyên chắp tay đáp lễ, sau đó cất giọng âm u nói, và lại Trình Vĩ Khang đã bị ta giết, không còn ai tìm ta gây sự nữa. Dương Bách Xuyên thẳng thắn nói ra chuyện Trình Vĩ Khang bị mình giết, bởi vì Lưu Giật Trần và rất nhiều người đã nhìn thấy, hơn nữa còn có một tên đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh chạy thoát, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Mai Hoa Tiên Tử thoáng sửng sốt khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói đã giết Trình Vĩ Khang. Nàng ta không nhìn thấy sự dối trá trong mắt Dương Bách Xuyên, chứng tỏ đây là sự thật. Giết Trình Vĩ Khang không khó, khó ở chỗ Dương Bách Xuyên dám làm vậy. Phải biết rằng Trình Vĩ Khang là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu, Dương Bách Xuyên giết Trình Vĩ Khang ắt sẽ bị Vạn Linh Thánh Mẫu ghim. Vạn Linh Thánh Mẫu là thánh chủ đó. Hắn dám thật kìa. Mai Hoa Tiên Tử vô cùng cảm thán. Ngươi không sợ Vạn Linh Thánh Mẫu trả thù sao? Mai Hoa Tiên Tử hỏi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, coi như ta tha mạng cho Trình Vĩ Khang, lẽ nào hắn không tìm ta gây sự? Hoặc là Vạn Linh Thánh Mẫu tha cho ta? Nghe Dương Bách Xuyên hỏi ngược lại, Mai Hoa Tiên Tử thoáng ngẩn ra. Ngẫm lại thì thấy đúng là như thế. Dương Bách Xuyên to gan thật đấy. Có điều câu nói tiếp theo của Dương Bách Xuyên lại khiến nàng ta suýt hóa đá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên nói, không chỉ Trình Vĩ Khang, cả Thẩm Bạch, Mộc Ngưng Hiên và người bên cạnh bọn họ đều bị ta giết gần hết rồi. À, còn có Lưu Giật Trần của Bách Luyện Sơn Trang nữa. Thằng nhãi kia chạy nhanh, nếu không ta cũng giết hắn rồi. Những người khác của Bách Luyện Sơn Trang đã hết chết. Bây giờ không còn ai tìm ta gây sự nữa. Ôi chao! Mai Hoa Tiên Tử kinh ngạc thốt lên, đôi mắt đẹp trợn to chăm chú nhìn vào mắt Dương Bách Xuyên hòng nhìn xem có phải hắn khoác lác hay không. Đáng tiếc, nhìn vào đôi mắt đen láy bình tĩnh của Dương Bách Xuyên, nàng ta không nhìn ra bất kỳ biểu hiện gì của nói dối hay khoác lác. Chuyện này! Hắn thật sự giết người của bốn thánh địa lớn. Lúc này đầu óc Mai Hoa Tiên Tử như sấm nổ đùng đoàng. Nàng ta là tiên tử của Thông Thiên Cung nhưng cũng cảm thấy tê cả da đầu. Dương Bách Xuyên đúng là gan to bằng trời. Trình Vĩ Khang là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu thuộc Thánh Địa Vạn Linh. Thẩm Bạch là người của Thần Phù Linh Tông, Mộc Ngưng Hiên là tiểu kiếm tiên của Thiên Kiếm Sơn, Lưu Giật Trần là người của Bách Luyện Sơn Trang. Mặc dù Dương Bách Xuyên nói Lưu Giật Trần chạy thoát, nhưng hắn đã giết những đệ tử khác của Bách Luyện Sơn Trang. Một người đắc tội bốn thánh địa. Những đệ tử kia đều là tinh anh trong nhóm đệ tử của bốn thánh địa lớn, vậy mà bị Dương Bách Xuyên giết rồi. Đắc tội cả bốn thánh địa một lượt.
những thánh địa này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Dương Bách Xuyên. Giờ phút này Mai Hoa Tiên Tử lập tức đưa ra quyết định, vạch rõ ranh giới với Dương Bách Xuyên, không thể có bất cứ quan hệ gì. Tuy nàng ta có dã tâm lớn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là dã tâm. Mà Dương Bách Xuyên đã đắc tội bốn thánh địa lớn. Với hiểu biết của Mai Hoa Tiên Tử về bốn thánh địa lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho Dương Bách Xuyên. Mai Hoa Tiên Tử không có can đảm đối đầu với bốn thánh địa lớn. Và lại, chỉ riêng Vạn Linh Thánh Mẫu thôi, nàng ta cũng chẳng dám chọc vào. Dương Bách Xuyên chắc chắn bị điên rồi. Tìm Dương Bách Xuyên làm đạo lữ chẳng khác nào tìm chết. Những đệ tử xuất thân từ thế lực lớn thánh địa như Mai Hoa Tiên Tử am hiểu nhất đạo lý tránh hại tìm lợi. Nàng ta biết rõ nếu mình có quan hệ với Dương Bách Xuyên, sau khi ra khỏi đây sẽ có hậu quả gì. Tứ đại thánh địa hợp tác tấn công, cho dù là Thông Thiên Cung cũng phải cân nhắc kỹ càng. Hơn nữa, nàng ta chỉ là một trong những tiên tử của Thông Thiên Cung chứ không phải cấp bậc thánh nữ. Nếu đổi lại là thánh nữ của Thông Thiên Cung thì có lẽ còn đáng giá để thánh chủ ra mặt bảo vệ. Nhưng Mai Hoa Tiên Tử thì không được. Mai Hoa Tiên Tử nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt dần biến mất, miễn cưỡng nói với Dương Bách Xuyên, vậy thì chúc mừng Dương đạo hữu bớt đi mấy kẻ thù. Chúc Dương đạo hữu gặp may mắn ở hành cung tiếp theo. Tạm biệt. Dương Bách Xuyên vẫn nở nụ cười bảo Mai Hoa Tiên Tử cứ tự nhiên. Sao hắn lại không nghe ra Mai Hoa Tiên Tử nói đến cuối, giọng điệu đã trở nên lạnh nhạt kia chứ? Thật ra không phải hắn lắm mồm nói cho Mai Hoa Tiên Tử biết mình đã giết đám người Trình Vĩ Khang, Thẩm Bạch, đắc tội với bốn thánh địa lớn. Mà là hắn cố ý nói ra vì muốn xem phản ứng của Mai Hoa Tiên Tử. Bởi vì lúc trước Mai Hoa Tiên Tử trượng nghĩa giúp hắn, hắn không hiểu tại sao nàng ta lại làm vậy. Dương Bách Xuyên không hề quen biết Thông Thiên Cung và Mai Hoa Tiên Tử, hắn không tin mình hấp dẫn đến độ được người của Thông Thiên Cung ái mộ. Nhất là con đường tu chân hiểm ác, làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Mai Hoa Tiên Tử giúp hắn, hắn cho rằng nàng ta nhất định có toan tính. Nhưng Dương Bách Xuyên không nghĩ ra, hắn cố ý nói cho nàng ta chuyện mình đã giết đám người Trình Vĩ Khang là vì muốn xem phản ứng của Mai Hoa Tiên Tử. Hiện tại nhìn phản ứng của Mai Hoa Tiên Tử, quả nhiên là lộ rồi. Giọng điệu lạnh nhạt trong mấy lời cuối đã cho thấy không phải đối phương thật lòng giúp đỡ mình. Nếu nàng ta thật lòng giúp mình, thì cho dù mình nói đã giết đám người Trình Vĩ Khang, đắc tội tứ đại thánh địa, chắc chắn Mai Hoa Tiên Tử vẫn vui vẻ với mình. Nhưng kết quả là giọng điệu của nàng ta rất lạnh nhạt, vẻ mặt hận không thể vạch rõ ranh giới ngay lập tức. Vì vậy, Dương Bách Xuyên không mảy may dao động cảm xúc khi Dương Bách Xuyên lạnh lùng quay đi. Hắn thầm nói trong lòng, chỉ cần ngươi không có âm mưu gì với ta là được, nhưng nếu ngươi tính kế Dương Mỗ thì Dương Mỗ sẽ không thương Hoa Tiếc Ngọc đâu. Mai Hoa Tiên Tử dẫn người của Thông Thiên Cung đi thẳng tới Linh Trì. Dương Bách Xuyên đứng tại chỗ không vội đi. Hắn đã nghe Mộ Trường Phong nói cỏ giao long trong Linh Trì được một sợi yêu hồn của yêu bạch giao long Thiên Yêu Vương bảo vệ, muốn vào Linh Trì lấy cỏ giao long không phải chuyện dễ. Dương đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Lục Yên Chi lên tiếng. Không vội, Linh Trì này kỳ lạ, hơn nữa vẫn chưa thấy tung tích của cỏ giao long. Trước mắt chúng ta cứ quan sát đã, xem Mai Hoa Tiên Tử làm thế nào. Nói xong Dương Bách Xuyên quay sang dặn con trồn, Điêu Nhi cẩn thận chút, lát nữa người đi kiểm tra xem trong Linh Trì có cỏ giao long không. Chít chít. Con trồn đáp chít chít, sau đó nhảy xuống khỏi vai Dương Bách Xuyên, hóa thành một vệt sáng màu vàng đi tới gần Linh Trì. Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu nhìn, Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề, Khương Thế Long, Minh Du Nhiên và Lưu Giật Trần chạy trốn đều chưa xuất hiện. Lúc này, bên cạnh Linh Trì chỉ có hai phe là hắn và Mai Hoa Tiên Tử. Nói thật là Dương Bách Xuyên luôn cảnh giác với Mai Hoa Tiên Tử, bởi vì hiện tại trong chín thế lực lớn chỉ có Thông Thiên Cung do Mai Hoa Tiên Tử dẫn đầu, U Linh Chi Đô do Minh Du Nhiên dẫn đầu và Đao Chủng do Khương Thế Long dẫn đầu vẫn chưa có đệ tử mất mạng. Trong đó, thế lực của Thông Thiên Cung mạnh nhất. Còn lại, Trường Sinh Điện do Mộ Trường Phong dẫn đầu chỉ còn 4 đệ tử, Hoàng Triều Hiên Viên do Hiên Viên Linh Hề dẫn đầu có 7 đệ tử. Cuối cùng là hắn và Lục Yên Chi. Thánh địa Vạn Linh, Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang xem như đã bị tiêu diệt, một tên Lưu Giật Trần chạy trốn không đáng lo ngại. Trong hành trình đến hành cung kế tiếp,
ngoại trừ hai thế lực Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên, không ai dám đảm bảo liệu Thông Thiên Cung, U Linh Chi Đô và Thánh Địa Đao Chủng có trở thành kẻ địch hay không. Trong ba thế lực này, loại trừ Thánh Địa Đao Chủng ra, Dương Bách Xuyên thấy Thông Thiên Cung đứng đầu chín thánh địa lớn, bản thân chính là một phe có thực lực mạnh, còn U Linh Chi Đô thì thần bí nhất. Dương Bách Xuyên kiêng dè cả hai. Mặc dù hiện tại hắn có kiếm đồ long cường đại, nhưng không biết có thể đả thương người của hai thế lực này hay không. Vì vậy, hiện tại nhóm Mai Hoa Tiên Tử là phe mà Dương Bách Xuyên kiêng dè nhất. Thấy Mai Hoa Tiên Tử dẫn người đi đến Linh Trì, Dương Bách Xuyên chọn một hướng đi theo con trồn, cách xa nhóm người Mai Hoa Tiên Tử, chậm rãi đến gần hồ Linh Trì. Cả Linh Trì rất lớn, Linh Trì hình tròn có đường kính hơn 100 mét. Càng đến gần Linh Trì, hàn khí tỏa ra càng đậm. Dương Bách Xuyên đã dùng công pháp mà vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Mà lúc này, Mai Hoa Tiên Tử đã dẫn người vào trong phạm vi 10 mét cách Linh Trì. Khi tới phạm vi 3 mét, Dương Bách Xuyên thấy Mai Hoa Tiên Tử dừng lại không đến gần nữa. Nàng ta vẫy tay, chín đệ tử Thông Thiên Cung bên cạnh lập tức tách ra, xếp thành hình chữ nhất Y. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy tất cả mọi người trong nhóm bọn họ bấm pháp quyết, đánh ra từng luồng sức mạnh chân nguyên vào Linh Trì theo sự chỉ đạo của Mai Hoa Tiên Tử. Sau khi bọn họ đánh pháp lực vào Linh Trì, Dương Bách Xuyên thấy hàn khí không ngừng bốc lên trong cả Linh Trì bỗng nổ ầm ầm. Kế tiếp, một tiếng rồng gầm lanh lảnh vang lên, growl. Trong hàn khí sôi trào, đột nhiên có một đám hàn khí màu trắng đục to như thùng nước ngưng tụ ở chính giữa Linh Trì, dâng cao đến 9 mét mới dừng lại, hóa thành một con giao long. Hàn khí vốn màu trắng, trước mắt Dương Bách Xuyên là một con giao long màu trắng. Bạch giao long thiên yêu vương. Trong đầu Dương Bách Xuyên lập tức nảy ra câu này. Mộ Trường Phong nói Linh Trì có một sợi yêu hồn của Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương bảo vệ, bây giờ xem ra đó là sự thật. Nghe vậy Dương Bách Xuyên bèn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên đầu Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương, hay nói chính xác hơn là con giao long được ngưng tụ từ hàn khí có ba cái cây màu trắng trông như ba cái sừng. Chắc là cỏ giao long, thảo nào lúc trước không thấy đâu, thì ra là mọc trên đầu Giao Long Vương. Dương Bách Xuyên nói. Hắn cảm nhận thật kỹ. Ba cây cỏ giao long mọc trên đầu Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương thật sự không phải hàn khí biến thành, trông có vẻ là một thể nhưng trên thực tế chúng tỏa ra sóng linh lực chí hàn, vô cùng cường đại. Thuộc tính hóa hình của Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương hoàn toàn giống với đám tiểu yêu thú đã xuất hiện ở trong sơn động khi trước. Điểm khác biệt ở đây là thân hình của nó cực kỳ to lớn, thô to giống như thùng nước vậy, cao chừng 30 đến 40 mét, hơn nữa cỏ giao long còn mọc thẳng ở trên đỉnh đầu. Chỉ là sự ngưng kết và phát triển của cỏ giao long có hơi khác biệt. Nhìn con Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương này, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi kỳ quặc. Giờ phút này ở trong lòng người nào đó họ Dương đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khiến bản thân hắn cũng thấy cực kỳ khiếp sợ, có phải yêu thú có thể cắn nuốt hàn khí cũng có thể cắn nuốt được con giao long hàn khí này hay không? Bởi vì Bạch Giao Long cũng mang thuộc tính hàn khí giống như những con tiểu yêu thú xuất hiện trong sơn động trước đó. Theo lý thuyết thì nếu có thể cắn nuốt được tiểu yêu thú thì cũng có thể cắn nuốt được Bạch Giao Long. Chỉ khác một cái là một con to một con nhỏ mà thôi. Suy nghĩ này nảy lên trong lòng Dương Bách Xuyên một cách mãnh liệt, tuy rằng hắn cảm thấy rất to gan và liều lĩnh, nhưng không phải là không có khả năng. Nhưng mà lúc này hắn không quá sốt ruột, trước hết phải xem Mai Hoa Tiên Tử định đối phó với nó như thế nào đã. Cảm giác mà Mai Hoa Tiên Tử mang lại cho hắn không đơn giản chút nào, lúc này Dương Bách Xuyên mà xông lên thì rất sợ nàng ta sẽ hiểu lầm, trong khoảng thời gian qua hắn đã tiếp xúc với mấy đệ tử thánh địa này nên cũng coi như là hiểu biết sơ sơ. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, đệ tử của chín đại thánh địa đều rất tự cao tự đại. Bao gồm cả Mai Hoa Tiên Tử đang ở trước mặt này, hiện giờ có vẻ cũng không phải kiểu đèn đã cạn dầu, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Giờ phút này hắn cảm thấy đứng yên quan sát vẫn quan trọng hơn là tham dự. Đối mặt với Bạch Giao Long, sắc mặt của Mai Hoa Tiên Tử không hề thay đổi, nàng ta phất tay với đệ tử ở bên cạnh mình rồi xông lên đối phó luôn. Ngao! Hàn khí ngưng tụ, Giao Long thét dài. Hai tay Mai Hoa Tiên Tử vận dụng pháp quyết, từng luồng pháp lực vô hình bện thành dây thừng quất thẳng về phía Giao Long. Thông Thiên Cung cũng theo tiết tấu của Mai Hoa Tiên Tử. Đồng loạt tấn công Giao Long.
Chấn. Mai Hoa tiên tử hét to một tiếng với Giao Long, hai tay biến ra một trưởng pháp khổng lồ, trong lòng bàn tay lóe lên phù văn bổ thẳng về phía Giao Long. Ngao, Giao Long giống giận phun ra hàn khí, cố gắng chống lại một trưởng của Mai Hoa tiên tử. Giờ phút này, những đòn tấn công của các đệ tử Thông Thiên Cung khác đều rơi hết lên người Giao Long, dường như muốn trực tiếp tiêu diệt Giao Long vậy. Mặc dù thân thể của con Giao Long này được hình thành nhờ sự ngưng tụ của hàn khí, nhưng cũng là một sợi yêu hồn của Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương, nói tóm lại nó cũng là linh hồn của Đại Yêu Thượng Cổ, sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy được chứ? Trong tiếng giống giận, Giao Long bay thẳng lên trời, nhảy vọt ra khỏi linh trì, toàn thân phả ra hàn khí và yêu khí, tỏa ra uy áp khiến Dương Bách Xuyên đang đứng ở rất xa cũng cảm thấy kinh hãi. Ngay lập tức hóa giải lực lượng mà đám người Mai Hoa tiên tử đang áp lên người mình, vung thẳng một kích thần long bái vĩ ra. Ầm ầm ầm. Sau khi mấy tiếng kêu rên vang lên, có 5 đến 6 đệ tử của Thông Thiên Cung đã bị Giao Long đánh bay. Sau khi chiếc roi dài xuất hiện ở trong tay nàng ta, nó tỏa ra ánh sáng màu bạc rực rỡ, nhưng khi vừa rời khỏi tay đã hóa thành một con Giao Long dài hơn 30 mét, lao vào chiến đấu với con Giao Long hàn khí kia. Trong lúc nhất thời, hai con Giao Long đánh đến túi bụi. Mí mắt Dương Bách Xuyên giật giật. Hắn nhìn ra được đòn vừa rồi của Mai Hoa tiên tử hoàn toàn là một đòn kết hợp giữa pháp khí và pháp thuật, hơn nữa nàng ta còn vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn nữa, chỉ dựa vào một kiện pháp khí trong tay mà có thể biến ra một con Giao Long có sức mạnh không phân cao thấp với Bạch Giao Long hàn khí. Pháp thuật của Thông Thiên Cung quả thật đã khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Thất sư muội mau ra tay. Hai tay Mai Hoa tiên tử lại biến ra một bàn tay khổng lồ to chừng mười mấy mét. Đánh thẳng vào hông con Giao Long hàn khí kia. Một trường đó lập tức khiến cho Giao Long hàn khí run rẩy cả người. Lúc này, con Giao Long biến ra từ roi dài của Mai Hoa tiên tử vẫn đang quấn chặt lấy Giao Long hàn khí, cộng thêm bàn tay khổng lồ của Mai Hoa tiên tử nữa, nhất thời khiến cho Giao Long hàn khí rơi vào trạng thái bị áp chế, không thể nhúc nhích. Cùng với sự tấn công của Mai Hoa tiên tử, một đệ tử của Thông Thiên Cung nhảy vọt lên trên đỉnh đầu của Giao Long hàn khí. Mục tiêu chính là cỏ Giao Long mọc trên đỉnh đầu con Giao Long hàn khí đó. Trong lòng Dương Bách Xuyên kinh hãi, hắn cũng muốn có được cỏ Giao Long, chuyện này liên quan đến việc độ kiếp của mình, cỏ Giao Long là thứ mà hắn nhất định phải có được. Lúc này hắn cũng bất chấp hết tất cả, chuẩn bị ra tay, ít nhất thì hắn cũng phải cướp được một gốc cỏ Giao Long. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe thấy tên đệ tử Thông Thiên Cung kia giận dữ quát, tiểu súc sinh, ngươi dám. Chít chít. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng kêu của Điêu Nhi, khi hắn nhìn sang thì chỉ thấy Điêu Nhi đã leo lên đỉnh đầu của con Giao Long hàn khí kia từ khi nào không biết, đớp trọn 3 gốc cỏ Giao Long vào bụng. Nhưng cũng bởi vì hành động này mà Điêu Nhi đã chọc giận tên đệ tử của Thông Thiên Cung, nàng ta lập tức vung tay đánh một chưởng về phía Điêu Nhi, khiến cho Điêu Nhi kêu thảm một tiếng, rơi khỏi đầu của con Giao Long hàn khí kia. Hai mắt Dương Bách Xuyên trầm xuống. Lập tức nhảy đến bên cạnh Điêu Nhi rồi đón lấy nó, nhìn thấy trên người Điêu Nhi đang chảy máu. Mà lúc này thất sư muội trong miệng Mai Hoa tiên tử kia lại thẹn quá hóa giật, hai tay biến ra dòng khí mạnh mẽ, tung một kích đuổi giết Điêu Nhi tới cùng. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, vung thẳng một quyền ra chống lại. Quỳnh! A! À. Tên đệ tử đó bị một quyền của Dương Bách Xuyên đánh bay. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên ôm Điêu Nhi dừng ở bên cạnh linh trì. Ngao ngao! Lúc này Giao Long hàn khí đã hoàn toàn tức giận. Chắc là vì 3 gốc cỏ Giao Long ở trên đỉnh đầu đã bị Điêu Nhi nuốt chửng, Giao Long hàn khí nổi điên, vừa giống giận, hàn khí quanh người cũng vừa hóa thành từng dòng khí sắc bén tựa như kiếm khí vậy. Pháp khí Giao Long của Mai Hoa tiên tử đã bị phân giải dưới hàng vạn luồng kiếm khí đó, đứt thành từng khúc. Giờ phút này, sắc mặt của Mai Hoa tiên tử thay đổi, lớn tiếng nói, mau rút lui. Nàng ta ra lệnh cho tất cả các đệ tử lui về phía sau tránh né những chùm ánh sáng phát ra từ trên người Giao Long hàn khí. Ngay sau đó nàng ta cũng lui về bên cạnh linh trì, trùng hợp đối diện với Dương Bách Xuyên. Mà lúc này Giao Long hàn khí đã hoàn toàn nổi điên, toàn thân phát ra hàn khí lạnh thấu xương, giống như đang tích lũy lực lượng. Dương Bách Xuyên cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của Mai Hoa tiên tử, không khỏi nhìn về phía nàng ta thật ra lúc này trong lòng hắn cũng có chút phức tạp,
hắn cũng biết rằng kể từ khi Điêu Nhi nuốt chửng ba gốc cỏ giao long thì hắn đã trở thành kẻ địch của Mai Hoa Tiên Tử rồi. Quả nhiên ngay sau đó hắn nghe thấy Mai Hoa Tiên Tử lạnh lùng nói, Dương Đạo Hữu, ngươi có thấy cách làm của ngươi quá trơ trẽn rồi hay không? Bên phe Mai Hoa Tiên Tử đều mang vẻ mặt phẫn nộ, các nàng liều mạng chiến đấu với giao long hàn khí là vì muốn lấy được cỏ giao long, nhưng mà không ngờ Dương Bách Xuyên lại thả linh thú ra để nó cướp trắng trợn. Chuyện này khiến cho Mai Hoa Tiên Tử cảm thấy cực kỳ khó chịu với Dương Bách Xuyên, nàng ta lạnh lùng đặt câu hỏi. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng không ngờ rằng Điêu Nhi lại đột nhiên ra tay, nhưng mà, nếu hiện tại Điêu Nhi đã lấy được thành công, vậy thì hắn chắc chắn sẽ không giao đồ ra rồi. Đương nhiên hắn cũng biết Điêu Nhi ăn hôi trên công sức của người khác như vậy quả thật có hơi xấu tính. Khụ khụ một chút, hắn miễn cưỡng nở nụ cười với Mai Hoa Tiên Tử, nói, Mai Hoa Tiên Tử, thật ra là do con trồn nhà ta không chịu nghe lời, không phải là ý của bản thân ta. Nhưng hiện tại cỏ giao long đã bị Điêu Nhi nuốt mất, không còn nữa, ta cũng chẳng có cách nào cả. Không thì ta dùng thứ khác để bồi thường cho ngươi nhé, thế nào? Đương nhiên người nào đó họ Dương sẽ không khai ra rằng Điêu Nhi có bụng càn khôn, có thể chứa đựng cỏ giao long. Ba gốc cỏ giao long có thể dùng để luyện chế đan độ kiếp, cả hắn và Lục Yên Chi đều rất cần có nó, lúc này dù có ra sao thì hắn cũng sẽ không giao nó ra, khăng khăng rằng nó đã bị Điêu Nhi ăn mất rồi. Có chút chơi xấu, nhưng vì có thể tăng xác suất độ kiếp thành công, hắn chẳng thèm quan tâm. Hừ, người có thể bồi thường cái gì được, khôn hồn thì mau giao cỏ giao long ra đây, đừng có nghĩ chúng ta đều là kẻ ngốc, linh thú thiên phú dị bẩm đều sẽ có bụng càn khôn, người cho rằng người thông tiên cung chúng ta chưa từng nhìn thấy việc đời chắc. Lúc này Mai Hoa Tiên Tử còn chưa lên tiếng, vị thất sư muội trước đó lại không nhịn được mà mở miệng nói. Mà sắc mặt của Mai Hoa Tiên Tử cũng trở nên xa sầm, sao nàng ta có thể không nhìn ra được là Dương Bách Xuyên không muốn giao cỏ giao long ra chứ? Ngay sau đó Mai Hoa Tiên Tử cũng trầm giọng mở miệng nói, cho ngươi thêm một cơ hội giao nó ra, đừng ép ta phải ra tay. Những lời này mang theo mùi uy hiếp nồng nặc. Nhưng người nào đó họ Dương không hề sợ bị uy hiếp chút nào, huống chi Điêu Nhi còn vừa bị đánh đến đổ máu, rõ ràng là cũng phải trả một cái giá đắt rồi. Hắn nheo mắt lại nhìn Mai Hoa Tiên Tử, gần từng chữ, nếu ta không giao ra thì sao? Ánh mắt Mai Hoa Tiên Tử hiện lên sát ý, nàng ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại dám chống đối lại mình. Không giao, ha ha, vậy thì được thôi, tiếp theo phải chúc ngươi may mắn rồi. Mai Hoa Tiên Tử cười lạnh. Sư tỷ, đừng nói mấy lời vô nghĩa với hắn ta nữa, cứ giết Quách là được. Một đệ tử thông tiên cung nói. Giết hắn. Tạm thời không cần chúng ta phải ra tay, cứ đứng một bên xem kịch đi. Mai Hoa Tiên Tử cười lạnh ngăn cản sư muội đang định tấn công Dương Bách Xuyên. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên nghe thấy lời Mai Hoa Tiên Tử nói thì lại có chút sững sờ. Sao lại bảo là xem kịch? Cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy. Ngay sau đó giao long hàn khí thét dài một tiếng, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu được xem kịch mà Mai Hoa Tiên Tử nhắc đến là chỉ cái gì. Một giây sau, Dương Bách Xuyên trông thấy giao long hàn khí lao thẳng về phía hắn trong tiếng giống giận dữ, khí thế của nó vô cùng hung mãnh như muốn nuốt chửng hắn vào bụng. Có điều Dương Bách Xuyên cẩn thận quan sát, phát hiện mục tiêu của giao long hàn khí là Điêu Nhi trong ngực hắn chứ không phải hắn. Lúc này hắn đã hiểu ra ý chờ xem trò vui trong lời Mai Hoa Tiên Tử là gì. Lúc này giao long hàn khí đã thét dài bay tới, ngoác mồm chuẩn bị cắn hắn. Dương Bách Xuyên vội vàng lui về phía sau, trở tay vung đồ long kiếm chém về phía nó. Ầm ầm, một kiếm một long va chạm dữ dội, tuy nhiên kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn, không hề tạo thành thương tổn gì với giao long hàn khí, giống như chém vào bông, chẳng có tác dụng gì. Ngao, ầm, giờ phút này, một kích thần long bãi vĩ ập tới nhanh như chớp, không cho Dương Bách Xuyên bất cứ cơ hội tránh né nào, quất mạnh lên người khiến hắn bay ngược ra sau. Lúc trước hắn dùng đồ long kiếm chém giao long hàn khí như chém vào bông, ngược lại khi nó tung chiêu mang cho hắn cảm giác cứng rắn như đập phải sắt thép. Chẳng qua may mà hắn đã mở hết pháp lực toàn thân từ trước, cộng thêm tố chất cơ thể mạnh mẽ nên vẫn miễn cưỡng chịu đựng được đòn này. Sau khi bay khoảng mấy chục mét, Dương Bách Xuyên rơi xuống đất. Lúc này giao long hàn khí thét dài phóng thẳng lên trời từ linh trì, lần thứ hai lao về phía Dương Bách Xuyên. Điêu Nhi đã biến mất nên ánh mắt của nó khóa chặt vào người hắn.
Dương Bách Xuyên nhác thấy Mai Hoa tiên tử dẫn theo đám người đứng ở bờ linh trì bên kia, nở nụ cười âm hiểm. Dương Bách Xuyên biết hắn nhất định phải bắt được Giao Long, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt, nếu không Mai Hoa tiên tử kia sẽ ra tay với hắn, lòng dạ nữ tử kia sâu không thấy đáy. Hắn thúc giục đồ long kiếm trong tay, gầm lên một tiếng, bát hoang quy nhất, chảm. Một kiếm vừa ra, đồ long kiếm tỏa ra ngân quang chói mắt và kiếm khí cường đại ngút trời, kiếm khí dài ba trượng xẹt qua như muốn cắt ngang bầu trời chém thẳng về phía Giao Long. Chớp mắt, kiếm khí lóe lên bên hông Giao Long hàn khí. Ngao! Giao Long hàn khí gầm lên đầy đau đớn, thân hình dài 30 thước bị một kiếm này của Dương Bách Xuyên chặt đứt làm đôi. Cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sắc mặt của Mai Hoa tiên tử kia lại rất kỳ lạ, dường như nàng ta không hề quan tâm, ngược lại còn mỉm cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Trong lòng Dương Bách Xuyên nhảy dựng, chẳng lẽ con mụ này còn quỷ kế nào nữa? Hắn vừa nghĩ như vậy thì phát hiện Giao Long hàn khí vốn bị một kiếm của mình chém thành hai khúc đã ngưng tụ lại, thân hình khổng lồ khôi phục như lúc ban đầu, dường như một kiếm chém đứt kia chẳng có tác dụng gì với nó. Ngao! Pi viết hoa! Một tiếng thét dài rung chuyển đất trời, Giao Long hàn khí càng ngày càng hung mãnh. Nó ngoác cái miệng rộng, phun ra một ngụm hàn khí thô cái cỡ cánh tay, quét về phía Dương Bách Xuyên với khí thế kinh người. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên định tránh đi, ai ngờ tốc độ của ngụm hàn khí kia nhanh như chớp giật, hơn nữa diện tích của nó quá lớn, phủ lên đầu hắn như một đám mây đen, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng. Trước khi chạm mặt, Dương Bách Xuyên vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết đến cực hạn để phòng ngự công kích của Giao Long hàn khí, có điều hắn phát hiện mình đã xem thường đối thủ rồi. Ngụm hàn khí kia lợi hại hơn hắn tưởng, mạnh hơn hàn khí trong sơn động mấy trăm ngàn lần, lớp phòng ngự của hắn hoàn không có tác dụng, bị đánh vỡ tan nát, ngay sau đó hàn khí lập tức đông cứng hắn thành tượng băng. Thế vẫn chưa xong, ngay sau khi Dương Bách Xuyên bị đông thành tượng băng, Giao Long hàn khí lại lao về phía hắn. Trong tầm mắt Dương Bách Xuyên, đầu Giao Long dài hơn 30 thước đang bay thẳng về phía mình, càng đến gần thì kích thước càng nhỏ đi. Đến khi Giao Long tới trước người hắn tầm 1 mét đã hóa thành một đầu Giao Long dài chừng nửa thước, nhỏ bằng đầu ngón tay, lóe lên rồi biến mất, chui thẳng vào trong cơ thể hắn. Một giây sau, Giao Long đã đi tới tử phủ của Dương Bách Xuyên. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng sốt ruột nhưng cơ thể hắn đã bị đông thành tượng băng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Giao Long tiến vào tử phủ. Lúc này hắn cũng biết, cũng không phải một kiếm của mình không có tác dụng với Giao Long mà là Giao Long vốn do hàn khí biến thành, công kích cường ngạnh không làm nên trò trống gì là đúng rồi. Sự hùng mạnh của Giao Long nằm ở thuộc tính đặc thù, đó là tạo nên vô số bạch yêu thú cùng thuộc tính. Nói trắng ra Giao Long chỉ là tiểu yêu thú phiên bản thăng cấp, chẳng qua hàn khí siêu cường đại mà thôi. Giờ khắc này, Giao Long chui vào cơ thể hắn cũng có cùng mục đích với tiểu yêu thú trong sơn động lúc trước, đóng băng cơ thể, phá hủy đan điền. Tuy hiện giờ trong ngoài cơ thể Dương Bách Xuyên đều bị hàn khí cực hạn đông cứng nhưng hắn không quá lo lắng. Chỉ cần thuộc tính của Giao Long và những tiểu yêu thú trong sơn động giống nhau, cánh cửa u đô trong cơ thể hắn có thể xử lý được. Nói không chừng còn đạt được lợi ích to lớn. Mệnh tinh thái âm, cánh cửa u đô của hắn cũng không có ăn chay. Thân thể không nhúc nhích được nhưng ý thức đâu có bị đông lạnh, Dương Bách Xuyên vội vàng thúc hai đại mệnh tinh thái âm, thái dương. Bong! Chuông đông hoàng vừa xuất hiện đã phát ra một tiếng du dương, phù văn màu vàng lưu chuyển, bảo vệ mệnh tinh thái dương. Quả nhiên hàn khí kia đã dừng lại, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ, lực lượng trong cơ thể hắn thoáng cái đã tăng vọt gấp 10 lần, tất cả đều là lực lượng trí âm, vừa mát mẻ vừa thoải mái. Không hề khó chịu một chút nào. Giờ khắc này, trong lòng hắn mừng rơn. Cuối cùng trong khoảnh khắc băng tan, càn khôn tạo hóa quyết đã biến hàn khí thành sức mạnh của hắn. Tất cả phiền phức đã được giải quyết một cách dễ dàng. Cánh cửa u đô trở lại mệnh tinh thái âm, chuông đông hoàng cũng biến mất trong mệnh tinh thái dương. Bên trong tử phủ khôi phục lại như bình thường. Chỉ có mệnh tinh thái âm của Dương Bách Xuyên vẫn đang vận chuyển nhanh chóng. Mỗi khi hết một chu kỳ đều tỏa ra một luồng khí lưu trí âm, lang thang qua tử phủ rồi lại tiến vào kinh mạch, cùng lúc đó lực lượng trong cơ thể hắn sẽ tăng lên một chút. Giờ phút này, hắn biết sức mạnh của mình biến dị rồi. Nói chính xác hơn là mệnh tinh thái âm đã hấp thu sức mạnh hàn khí cực hàn, sản sinh ra một loại sức mạnh trí âm ưu việt hơn cả chân khí,
lưu chuyển trong cơ thể hắn, khiến sức mạng hắn tăng vọt. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất vui vẻ. Hắn cũng biết đây biến hóa sau khi cánh cửa U Đô hấp thu giao long hàn khí, mà giao long hàn khí vốn dĩ do một luồng tàn hồn của Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương biến thành, hàn khí nó hấp thu là một loại sức mạnh thiên địa, ngược lại khiến hắn chiếm được của hơi. Ngay lúc Dương Bách Xuyên đang thầm cao hứng, hắn phát hiện Mai Hoa Tiên Tử dẫn theo đệ tử Thông Tiên Cung tiến lại gần mình. Chỉ nghe Mai Hoa Tiên Tử mở miệng nói, xem ra tên này vẫn rất ngu xuẩn, dùng chút thủ đoạn đã có thể giải quyết tàn hồn Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương giúp chúng ta. Cỡ như ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến bảo vật như Giao Long Hàn Khí Chí Âm ư. Sư tỷ, giờ xử lý tên này như thế nào? Một gã đệ tử hỏi Mai Hoa Tiên Tử. Bị Giao Long Hàn Khí nhập thể thì đừng hòng sống sót, giết hắn đi, hẳn trên người tên này cất giấu pháo bảo động thiên. Lấy được đồ rồi chúng ta vào linh chỉ đến hành cung tiếp theo. Mai Hoa Tiên Tử cất giọng lạnh thấu xương. Ngay từ đầu nàng ta đã cố ý đào hố Dương Bách Xuyên, muốn dùng hắn làm mồi dẫn dụ Giao Long ra khỏi linh chỉ, sau đó các nàng có thể tiến vào hành cung tiếp theo. Có Giao Long canh giữ linh chỉ, truyền tống trận đến hành cung tiếp theo không mở được, chỉ khi Giao Long đi ra mới có thể mở, thuận lợi tiến vào linh chỉ. Vốn dĩ nàng ta còn đang không biết làm sao để rời sự chú ý của Giao Long lên người Dương Bách Xuyên, không ngờ tên kia lại thèm thuồng cỏ Giao Long, thoáng cái đã khiến Mai Hoa Tiên Tử nảy ra sáng kiến. May mà cỏ Giao Long không phải mục tiêu của nàng ta, cũng không có ai nhắc nhở sau khi lấy được nó thì sẽ bị Giao Long hàn khí công kích. Lúc trước lời uy hiếp giao cỏ Giao Long ra chỉ là nàng ta cố ý chọc giận Dương Bách Xuyên mà thôi, nếu hắn không giao thì sẽ bị Giao Long hàn khí công kích. Quả nhiên tên kia không giao, vậy nên Mai Hoa Tiên Tử mới bảo là chờ xem trò vui, bởi nàng ta biết rõ Giao Long hàn khí cường đại sẽ công kích Dương Bách Xuyên, và đương nhiên hắn sẽ không chống đỡ nổi. Giao Long hàn khí do một luồng tàn hồn và hàn khí của Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương biến thành, chí âm chí hàn, ngay cả nàng ta cũng không thể chống đỡ, một khi bị Giao Long nhập thể thì chỉ có một con đường chết. Đây là kinh nghiệm mà người của Cửu Đại Thánh Địa nhận được bằng cách đánh đổi bằng máu tươi của đệ tử đồng môn sau nhiều lần tiến vào Thiên Yêu Hành Cung. Dương Bách Xuyên mới vào hành cung lần đầu, giải quyết hắn dễ như trở bàn tay với Mai Hoa Tiên Tử. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên vừa bị Giao Long hàn khí nhập thể đã đông cứng thành tượng bằng, e là hiện giờ nguyên thần của hắn cũng thành tượng luôn rồi. Vậy nên Mai Hoa Tiên Tử mới đắc ý dẫn người đi tới trước mặt Dương Bách Xuyên, bàn bạc cách giải quyết hắn. Nàng ta giơ tay lên, tung một chưởng xuống người Dương Bách Xuyên, định đập vỡ tượng băng nát bấy, sau đó cướp pháp bảo động thiên và cả con trồn biết tìm bảo vật kia. Mới đầu Mai Hoa Tiên Tử muốn chọn Dương Bách Xuyên làm đạo lữ ấy chứ, thế nhưng Dương Bách Xuyên lại đồ sao chổi, một hơi chém chết người của Tứ Đại Thánh Địa, trong mắt nàng ta, cho dù thiên phú của hắn có lợi hại đến cỡ nào cũng chỉ là một đống sắt vụn không có giá trị. Thế gian này không thiếu thiên tài. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là thiên tài có thể sống sót mới được. Dưới tình huống đắc tội Tứ Đại Thánh Địa, hầu như không có mấy thiên tài có thể sống sót. Ngay cả khi Dương Bách Xuyên là sư tổ gì đó của Trường Sinh Điện cũng thế. Vì vậy, Mai Hoa Tiên Tử đã từ bỏ lựa chọn này, bởi vì nàng ta biết rõ Tứ Đại Thánh Địa tượng trưng cho thứ gì. Nàng ta không dám mạo hiểm, hơn nữa trên người Dương Bách Xuyên còn có pháp bảo động thiên và một con trồn tầm bảo, hai thứ này cộng lại. Trong mắt Mai Hoa Tiên Tử hiện giờ đã vào túi mình. Nhưng phải giết Dương Bách Xuyên đã thì mới có thể chiếm được đồ đạc trên người hắn. Mai Hoa Tiên Tử giơ tay lên, định chưởng Dương Bách Xuyên thì bỗng dừng lại, sư muội, ngươi dùng huyền thiên chưởng giết Dương Bách Xuyên đi, để sư tỷ xem ngươi luyện chiêu thức kia tới đâu rồi. Nàng ta thật sự muốn kiểm tra công lực huyền thiên chưởng của sư muội à? Tất nhiên là không rồi, chẳng qua Mai Hoa Tiên Tử sực nhớ ra điểm quỷ dị trên người Dương Bách Xuyên. Cảm giác bản thân tự ra tay thì hơi mạo hiểm. Lỡ như có chuyện gì đó, nàng ta ăn thiệt thì sao, vậy nên Mai Hoa Tiên Tử gian xảo cẩn thận đã phải sư muội bên cạnh ra tay với Dương Bách Xuyên. Vâng sư tỷ, nữ tử kia vui vẻ mỉm cười, thật sự cho rằng sư tỷ muốn chỉ điểm cho mình. Nàng ta thúc giục chân nguyên, bàn tay lóe sáng hình thành dao động năng lượng mãnh liệt, vỗ mạnh xuống tượng băng Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên một giây sau đó, chỉ thấy tượng băng Dương Bách Xuyên bỗng bùng nổ ngàng quang, răng rắc nứt vỡ. Mai Hoa Tiên Tử biến sắc, bản năng cảm nhận được nguy hiểm nhanh chóng lui về phía sau. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Mai Hoa Tiên Tử đi đến, nghe thấy cuộc nói chuyện của nàng ta nên không sốt ruột, muốn nghe xem nàng ta nói cái gì, định làm gì.
Kết quả phát hiện Mai Hoa tiên tử muốn giết hắn, làm đáy lòng của Dương Bách Xuyên trở nên nặng nề, nếu Mai Hoa tiên tử thật sự dám ra tay với hắn, hắn dám giết chết nàng ta. Trong lúc Mai Hoa tiên tử ra tay, sát ý trong lòng Dương Bách Xuyên bừng lên, chờ nàng ta ra tay sẽ giết ngược lại nàng ta, ai ngờ sự âm hiểm của nàng ta vượt xa suy nghĩ của hắn. Vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng ta dừng lại, để sư muội bên cạnh ra tay, tìm kẻ chết thay. Chuyện này làm Dương Bách Xuyên hiểu biết sâu hơn về Mai Hoa tiên tử, âm thầm đưa ra một đánh giá âm hiểm xảo trá. Khi Mai Hoa tiên tử để sư muội ra tay, Dương Bách Xuyên trực tiếp giải trừ lớp băng trên người, tung ra một quyền. Sau khi đánh một lúc, Dương Bách Xuyên cũng bị chính mình dọa sợ, hắn không ngờ một quyền của mình có thể giết chết một đệ tử độ kiếp đại viên mãn của Thông Tiên Cung. Lấy lại tinh thần, nghĩ lại cuối cùng cũng hiểu ra. Đây là lực lượng của mệnh tinh thái M, là lực lượng chí âm chí hàn, sức mạnh hàn khí đã đạt đến cực hạn. Đánh xong một quyền, trực tiếp đông lạnh đệ tử Thông Thiên Cung thành băng, cuối cùng dùng sức đánh tan đệ tử này thành băng vụn. Sự cường đại này không phải lực lượng của chính hắn, mà là lực lượng chí âm chí hàn do mệnh tinh thái M phát ra từ trong cơ thể hắn. Nhìn thấy Mai Hoa tiên tử nhanh chóng lùi về sau, Dương Bách Xuyên trực tiếp xông lên giết. Nếu nữ nhân này muốn giết hắn, vậy thử xem. Thông Thiên Cung thì sao? Thánh Địa Tiên Tử thì sao? Ta không gây chuyện nhưng cũng không sợ gây chuyện. Nếu đã là địch, vậy giết đi. Dương Bách Xuyên biết tính tình của đám đệ tử Thánh Địa, nếu hắn không giết nàng ta, hắn sẽ bị nàng ta giết. Hơn nữa nếu tìm được cơ hội, có thể bị đánh sau lưng, khó lòng phòng bị. Mấy đệ tử Thông Thiên Cung khác không phải đồ ngốc. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên dùng một quyền đánh đồng môn của bọn họ thành băng vụn, tất cả đều cảnh giác, Mai Hoa tiên tử lùi về sau, các nàng cũng tản ra bốn phía, sợ bị Dương Bách Xuyên theo dõi. Nhưng Dương Bách Xuyên không để ý đến mấy đệ tử Thông Thiên Cung khác, đi thẳng đến chỗ Mai Hoa tiên tử, chỉ có chém chết Mai Hoa tiên tử, những người khác không đánh để lo. Dương Bách Xuyên tung ra một trường. Sau đó một đạo hàn khí hình thành, lao thẳng đến chỗ Mai Hoa tiên tử. Sau khi nỗi khiếp sợ trôi qua, Mai Hoa tiên tử cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy Dương Bách Xuyên tấn công, nàng ta cũng biết rõ sự lợi hại của hàn khí trong tay Dương Bách Xuyên, nhưng cũng không sợ hãi. Hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, một lưỡng nghi chân nguyên đồ hình thành trước người nàng ta, tỏa ra ánh sáng xanh sẫm, ngọn lửa thần hồn bốc cháy. Sau đó nàng ta hét lớn, các vị sư muội, phong hỏa liên thiên trận. Sau khi nàng ta ra lệnh, tám tên đệ tử Thông Thiên Cung còn lại lấy lại phản ứng, bắt đầu kết ấn niệm chú, ngọn lửa bốc lên trong tay. Lần này chín cao thủ đánh với Dương Bách Xuyên. Thú Ngũ Hành và Lục Yên Chi, Đả Tiên Thạch đứng ở một góc của linh trì cực kỳ sốt ruột. Chúng ta lên, Lục Yên Chi nói. Khi nãy lúc nàng ta và Thú Ngũ Hành nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị đông lạnh thành băng, định ra tay nhưng Đả Tiên Thạch lại nói, các ngươi đừng gấp. Lần này chủ nhân gặp họa được phúc, thuộc tính của giao long kia và tiểu yêu thú gần giống, chẳng qua cường đại hơn một ít, nếu chui vào trong cơ thể của chủ nhân, chắc chắn sẽ bị chủ nhân luyện hóa. Cho nên nghe thấy Đả Tiên Thạch nói, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành đều nhịn xuống. Sự thật cũng chứng minh Đả Tiên Thạch nói đúng, kết quả thực lực của Dương Bách Xuyên tăng mạnh, dùng một quyền đấm đệ tử Đả Tiên Cung thành băng vụn. Nhưng lần này nhìn thấy Mai Hoa tiên tử dẫn người bao vây Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, Đả Tiên Thạch đứng ngồi không yên, lao đến chỗ Dương Bách Xuyên. Độc thể ách nạn trong tay Lục Yên Chi hóa thành hoa sen bảy màu bay về phía đám người Mai Hoa tiên tử. Thú Ngũ Hành nổi giận gầm lên, thân thể to lên, gầm gừ lao về phía một đệ tử Thông Thiên Cung. Đả Tiên Thạch lóe lên ánh sáng xanh, bay thẳng đến chỗ Mai Hoa tiên tử. Hàn khí trong tay Dương Bách Xuyên đánh thẳng lên lưỡng nghi chân nguyên của Mai Hoa tiên tử. Ầm đùng. Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Lưỡng nghi chân nguyên của Mai Hoa tiên tử vỡ tan, sau đó ảm đạm dập tắt. Nhưng hàn khí của Dương Bách Xuyên vẫn chưa tắt, đánh thẳng đến chỗ Mai Hoa tiên tử. Ngay sau đó trên tay Mai Hoa tiên tử hóa ra một đạo chân nguyên va chạm lên hàn khí của Dương Bách Xuyên vỡ vụn. Bởi vì hàn khí bị lưỡng nghi chân nguyên của Mai Hoa tiên tử tiêu hao gần hết, nên không ngăn cản được một đòn này của Mai Hoa tiên tử.
Dương Bách Xuyên thấy lưỡng nghi chân nguyên của Mai Hoa Tiên Tử tan biến, nhưng hàn khí của hắn không biến mất, chứng tỏ hàn khí của hắn mạnh hơn lực lượng của Mai Hoa Tiên Tử. Mặc dù cuối cùng bị Mai Hoa Tiên Tử đánh vỡ, nhưng lòng tin của hắn đã tăng lên nhiều. Đúng lúc này, ngọn lửa của những đệ tử Thông Thiên Cung khác lao đến bao phủ lấy hắn. Dương Bách Xuyên biết bọn họ muốn dùng ngọn lửa đối phó với hàn khí của chính mình. Phương pháp đúng nhưng hàn khí của hắn lại không giống bình thường, ngọn lửa của bọn họ không có tác dụng với hàn khí của hắn. Lấy ra kiếm đồ long, thúc giục lực lượng hàn khí trong mệnh tinh thái M, cộng thêm lực lượng của kiếm đồ long, thi triển kiếm kỹ Hắc Liên. 4 hóa 8, giết. Ngay lập tức, 8 đóa kiếm khí Hắc Liên lao ra. 4 phía nứt vỡ. Ngọn lửa của 8 đệ tử Thông Liên Cung bị kiếm khí Hắc Liên cắn nát tiêu tan. Kiếm khí Hắc Liên là kiếm kỹ tấn công quần thể tốt nhất, đám đệ tử Thông Thiên Cung liên tục lùi lại. Một kiếm này của Dương Bách Xuyên không chỉ hóa giải ngọn lửa của bọn họ, hơn nữa còn đả thương bọn họ, trên người bọn họ đều bị kiếm khí xẹt qua, máu tươi đầm đìa. Đúng lúc này, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành lao đến, độc thể ách nạn của Lục Yên Chi không phải là độc bình thường, từng đóa hoa màu sắc rực rỡ bay xuống, rơi rụng trên người các đệ tử Thông Thiên Cung. Xâm nhập vào miệng vết thương, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Độc thể ách nạn đi vào thân thể bắt đầu luyện hóa, có người phản ứng nhanh vội vàng chặt đứt cánh tay hoặc cẳng chân, tự đoạn thân thể, ngăn cản sự tổn thương của nọc độc. Phản ứng chậm một nhịp thì bị độc thể ách nạn của Lục Yên Chi xâm nhập vào tâm mạch, ngay lập tức hóa thành một bãi máu loãng. Thú Ngũ Hành xẹt qua, mỗi một đòn sẽ có một đệ tử Thông Thiên Cung bỏ mạng. Dương Bách Xuyên lại tung ra một kiếm, Bát Hoang Quy Nhất. Kiếm quang rực rỡ chém xuống Mai Hoa Tiên Tử. Mai Hoa Tiên Tử chấn động, không ngờ sức chiến đấu của Dương Bách Xuyên lại quỷ dị như vậy, còn có độc của Lục Yên Chi, nàng ta cũng không dám đối đầu trực tiếp. Nhìn thấy một kiếm cường thế của Dương Bách Xuyên, ánh mắt do dự, không biết có nên sử dụng át chủ bài hay không. Nhưng nghĩ đến mục đích cuối cùng của nàng ta là bảo tàng Thiên Yêu Hành Cung. Bây giờ dùng át chủ bài vẫn hơi sớm, hai tròng mắt lóe lên, nói, vài vị sư muội, vào linh chỉ đi. Cuối cùng Mai Hoa Tiên Tử lựa chọn lui xuống, nàng ta biết bây giờ chưa phải lúc liều mạng với Dương Bách Xuyên, đành phải lui xuống. Sau khi lớn tiếng nói với mấy sư muội, Mai Hoa Tiên Tử đối mặt với một kiếm cường thế của Dương Bách Xuyên, trên mặt không hoảng loạn, lật tay, trong tay xuất hiện một thông thiên lệnh màu bạc. Sau đó đọc chú ngữ thúc giục thông thiên lệnh. Dương Bách Xuyên chỉ nghe được trong miệng của Mai Hoa Tiên Tử phát ra một đống âm phù cổ xưa tối nghĩa, sau đó thông thiên lệnh trong tay nàng ta lóe lên ánh sáng màu bạc chói mắt. Ban đầu rất yếu ớt, nhưng ngay sau đó lại tỏa sáng như một vầng thái dương, phát ra ánh sáng chói mắt cực nóng. Tiếp theo Dương Bách Xuyên nhìn thấu kiếm khí của mình bị thông thiên lệnh trong tay Mai Hoa Tiên Tử hóa giải, hoặc nói đúng hơn là bốc hơi. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ hoảng sợ, mặc dù cách mười mấy mét nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố sau khi Mai Hoa Tiên Tử thúc giục thông thiên lệnh. Lần này Mai Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng hóa giải kiếm khí cường thế nhất của hắn, nhưng lại không thừa thắng xông lên, Dương Bách Xuyên biết một đòn này của nàng ta phải trả giá, không thể tùy tiện dùng. Nhưng dù vậy trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn rất cảnh giác, ban đầu hắn cũng đã nghĩ đến việc Mai Hoa Tiên Tử có đòn sát thủ. Bây giờ xem ra hắn đoán không sai. Thông thiên lệnh trong tay nàng ta không phải vật bình thường, phải cẩn thận. Mai Hoa Tiên Tử đứng trước linh trì liếc nhìn hắn, sắc mặt lạnh nhạt, không nói gì, 4 tên đệ tử Thông Thiên Cung mang theo vết thương chạy đến linh trì, sau đó biến mất không thấy. Dương Bách Xuyên biết giữa linh trì là truyền tống trận, đã đưa bọn họ đến hành cung tiếp theo. Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành đuổi theo, lại bị Dương Bách Xuyên ngăn lại. Nói, đừng đuổi theo, thông thiên lệnh trong tay nàng ta rất quỷ dị, ta không nắm chắc đối phó được. Hắn vừa dứt lời, Mai Hoa Tiên Tử cũng biến mất trong linh trì. Dương Bách Xuyên biết thù này với Mai Hoa Tiên Tử đã được định xuống. Nhưng không sao cả, đối phương ra tay trước, hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây chuyện, nếu thật sự chọc hắn nóng nảy, hắn cũng không phải không có thủ đoạn. Nhưng nếu lúc này đối phương đã rời đi, hắn cũng quá để ý, dù sao 3 cây cỏ giao long đã bị chồn nhỏ cướp được, sau khi cắn nuốt giao long sát khí, mệnh tinh thái M của hắn đã được tăng lên một lần.
Dương Bách Xuyên tạm thời gọi lực lượng hàn khí trong mệnh tinh thái âm là lực lượng thái M. Lực lượng thái M cao hơn chân khí trong cơ thể một bậc, đây là lực lượng hắn đạt được sau khi mệnh tinh thái M viên mãn. Xem ra sau này mệnh tinh thái dương của hắn cũng sẽ xuất hiện lực lượng này. Hai mệnh tinh một âm một dương có thể hấp thu hao loại lực lượng cực hạn. Có thể đến nơi này cũng là cơ duyên của hắn, không ai ngờ được, mệnh tinh thái M của hắn có thể hấp thu cắn nuốt luyện hóa hàn khí của yêu thú, chuyển hóa thành lực lượng thái M cho chính mình. Chỉ cần một suy nghĩ, hắn có thể khuếch tán lực lượng thái M ra toàn thân, cũng có thể dùng một suy nghĩ để thu vào trong mệnh tinh thái M. Tương đương nhiều thêm một loại lực lượng cao cấp hơn chân khí. Hơn nữa chờ sau khi mệnh tinh thái dương viên mãn, hắn sẽ có được loại lực lượng thứ ba. Còn có sau khi vượt qua thiên kiếp, chân khí trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân nguyên, đến lúc đó trong cơ thể hắn sẽ có được ba loại lực lượng cường đại. Chỉ cần vận chuyển lực lượng thái M lên thân kiếm đồ long, uy lực của kiếm đồ long sẽ tăng lên gấp đôi. Mặc dù lực lượng tăng lên, tu vi của hắn không tăng, nhưng thực lực của hắn đã thật sự tăng lên. Nhưng Dương Bách Xuyên biết trong thái hoang có sự hạn chế của pháp tắc, cảnh giới cấp bậc của hắn sẽ không tăng lên, chỉ có thể giữ nguyên ở giai đoạn độ kiếp sơ kỳ. Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn hấp thu lực lượng thiên địa, tích lũy linh khí vào trong cơ thể, chờ sau khi rời khỏi đây, có căn cơ cường đại, cơ hội vượt qua đại thiên kiếp của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa sau khi vượt qua thiên kiếp, nói không chừng cảnh giới tu vi của hắn có thể tăng vượt cấp. Lần này đi vào trong thiên yêu hành cung, hắn thu hoạch được rất lớn, đầu tiên là luyện hóa hấp thu yêu hồn châu của kim sĩ thiên ưng vương, không chỉ giúp nguyên thần lớn mạnh, còn có thể thần thông thiên ưng kim sĩ. Bây giờ là U Đô Chi Môn cắn nuốt giao long hàn khí, có được lực lượng vượt xa chân khí. Còn có lực lượng phát ra của kiếm đồ long, cũng có được cỏ giao long và bảo vật cấp bậc huyết tinh, chuyến đi này Dương Bách Xuyên thu hoạch được rất nhiều. Hơn nữa hắn mới chỉ đi qua hai hành cung, phía sau còn năm hành cung lớn khác. Tất nhiên không phải hành cung nào hắn cũng có thu hoạch, dù vậy hắn cũng đã rất thỏa mãn, mấy hành cung tiếp theo thì thuận theo tự nhiên thôi. Có lợi, tất nhiên tệ cũng không nhỏ, một lúc đắc tội năm thánh địa lớn, thậm chí suýt chút nữa xử lý tất cả người của năm thánh địa lớn. Dương Bách Xuyên biết sau khi hắn rời khỏi đây sẽ có vô số rắc rối, giết nhiều người của năm thánh địa lớn như vậy. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Nhưng không sao cả, nghiêm khắc mà nói người của năm thánh địa lớn muốn giết hắn, không lẽ bảo hắn không phản kháng. Chuyện sau khi rời khỏi đây thì nói sau, trước tiên cứ xử lý tốt hành trình thiên yêu hành cung đã. Không phải hắn không động tâm với bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Đang nghĩ đến đây, Lục Yên Chi lên tiếng, Dương đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao? Có muốn đi vào hành cung tiếp theo không? Từ từ đã, nữ tử hoa mai kia quá xảo trá, ai biết nàng ta có thể đánh lén chúng ta ở hành cung tiếp theo hay không, chờ đám người mộ trường phong đến rồi cùng nhau đi vào hành cung tiếp theo. Dù sao đám người mộ trường phong cũng đã đến một lần, có kinh nghiệm đối phó, chúng ta hoàn toàn không biết hành cung tiếp theo có cái gì. Dương Bách Xuyên nói xong nhìn bốn phía xung quanh. Không gian rất lớn, tất cả đều là sơn động. Ai biết tiếp theo kẻ địch có xuất hiện hay không, Lưu Giật Trần là một trong những người đã chạy thoát. Đám đệ tử thánh địa những chuyện khác không dành, nhưng âm mưu đánh lén bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối là người lành nghề. Chủ nhân, ta đạt được một ít huyết tinh thạch, rất có ích cho tu luyện, để lại cho ngươi mấy viên. Lúc này thú ngũ hành nói tiếng người, đưa cho Dương Bách Xuyên 5 viên huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch do hắn ta cướp đoạt được ở tế đàn. Lúc đó Dương Bách Xuyên không tham gia cướp đoạt huyết tinh, chỉ có hắn ta và Lục Yên Chi đi cướp được một ít. Ta cũng có, Lục Yên Chi vung tay lên, lấy ra 9 viên huyết tinh thạch, đưa đến trước mặt Dương Bách Xuyên. Trồn nhỏ đã cho ta huyết tinh, các ngươi cứ giữ lại dùng đi vừa luyện hóa, tu vi tăng lên chúng ta sẽ có thể một phần an toàn. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, thú ngũ hành và Lục Yên Chi cũng không chối từ. Bọn họ cũng thật sự yêu cầu huyết tinh để tăng tu vi. Dương Bách Xuyên không có khả năng chỉ lo cho bản thân không quan tâm sống chết của người bên cạnh, hắn không phải người ích kỷ. Chỉ có Đả Tiên Thạch yếu ớt lên tiếng, chủ nhân, ta không có huyết tinh. Ngươi là đồ lười, không biết thứ tốt,
ngươi không dùng không biết cướp đoạt một ít cho chủ nhân sao? Thú Ngũ Hành mắng. Lúc đó ta đang hộ pháp cho chủ nhân. Lý do Lý Chấu. Thú Ngũ Hành và Đả Tiên Thạch đấu võ mồm. Dương Bách Xuyên cười khổ, nói, được rồi, đừng mắng cục đá, công lao của nó không nhỏ, chủ yếu trong người cục đá bị thương, trở về tìm bảo vật kim loại chữa trị bản thể cho cục đá. Đả Tiên Thạch ảnh hưởng rất lớn đến Dương Bách Xuyên, rõ ràng bản thể có vết rách, nhưng vẫn xông lên lúc Dương Bách Xuyên yêu cầu. Cũng biết nếu bản thể của Đả Tiên Thạch không có vết nứt, chắc chắn rất mạnh, đáng tiếc vết thương không phục hồi lại, chủ yếu là Đả Tiên Thạch yêu cầu bảo vật kim loại bổ sung dinh dưỡng, mấy thứ như đan dược linh dược không hề có tác dụng. Đả Tiên Thạch nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, vui vẻ nhảy nhót. Tỏ vẻ chắc chắn sẽ cố gắng lập công, sẽ không để Thú Ngũ Hành xem thường. Chấm chấm chấm. Dương Đạo Hữu. Trong lúc mấy người Dương Bách Xuyên đang nói chuyện, một tiếng gọi vang lên. Dương Bách Xuyên quay đầu lại nhìn, phát hiện là Khương Thế Long, còn có Minh Du Nhiên của U Linh Chi Đô. Hiện tại hai người này là những người duy nhất chưa bị tổn hại thực lực trong chín thánh địa lớn, nói thật Dương Bách Xuyên vẫn có chút kiêng kỵ. Đặc biệt là người của U Linh Chi Đô thần bí. Từ xa đã nhìn thấy Khương Thế Long chào hỏi, Dương Bách Xuyên cũng không phải người không có lễ phép, đắc tội năm thánh địa lớn. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng muốn kết giao một hai người, mỉm cười chào hỏi Khương Thế Long. Khương Đạo Hữu, Minh Đạo Hữu, Dương huynh đệ, người thật sự làm ta lau mắt nhìn, quả nhiên là nhân trung long phượng, người đầu tiên rời khỏi linh trì, chúng ta bị lạc đường ở bên trong, suýt nữa không ra được, Khương Thế Long cười nói. Dương Bách Xuyên cười nói, thông tiên cung Mai Hoa tiên tử đã mang theo người đi vào trong hành cung tiếp theo, ta cũng vừa mới đến đây. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Khương Thế Long như cười như không kéo dài giọng ồ một tiếng. Còn Minh Du Nhiên thì liếc nhìn Dương Bách Xuyên, chỉ gật đầu rồi không nói thêm gì. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói cho Khương Thế Long và Minh Du Nhiên biết hắn vừa mới đại chiến với Mai Hoa Tiên Tử, còn chém giết mấy đệ tử của Thông Tiên Cung. Lúc này, Khương Thế Long nhìn thi thể của mấy đệ tử Thông Tiên Cung trên mặt đất, chép miệng nói. Xem ra con dao long trong linh chỉ quá mạnh, đã có mấy đệ tử Thông Thiên Cung mất mạng, chúng ta phải cẩn thận mới được. Dương huynh đệ nói xem có đúng không? Dương Bách Xuyên nghe Khương Thế Long nói vậy thì cảm thấy người này hơi kỳ lạ. Rất có thể là lúc nãy hắn đánh nhau với đám người Mai Hoa Tiên Tử, tên này và Minh Du Nhiên đã nhìn thấy tất cả nhưng ẩn nấp không xuất hiện. Hắn gật đầu, mỉm cười với Khương Thế Long, đúng là phải cẩn thận chút. Nói xong Dương Bách Xuyên lơ đãng nhìn ánh mắt của Khương Thế Long, nhưng lại nhìn thấy đối phương nghiêm túc gật đầu, sau đó nói, vậy thì chi bằng Dương Đạo Hữu hợp tác với ba nhà chúng ta xông ra khỏi hành cung này, ngươi thấy sao? Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc về lời đề nghị của Khương Thế Long. Hắn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Khương Thế Long không phải là đang nhạo báng, nhưng hiện giờ hắn vô cùng cảnh giác với đám đệ tử thánh địa này, đương nhiên không muốn qua lại với bọn họ. Hắn mỉm cười đáp, cảm ơn ý tốt của Khương huynh, nhưng ta đã hẹn với Mộ Trường Phong là sẽ đợi hắn và Hiên Viên Linh Hề. Tất nhiên Dương Bách Xuyên tin tưởng Mộ Trường Phong hơn là những người khác. Ánh mắt Minh Du Nhiên không giấu được vẻ thất vọng, Khương Thế Long mở lời là do nàng gợi ý, thế nhưng Dương Bách Xuyên lại từ chối. Sau đó, Minh Du Nhiên dẫn người rời khỏi Linh Trì, Khương Thế Long theo sát phía sau. Sau khi người của hai phe đi hết, Dương Bách Xuyên thở phào một hơi. Trước mắt hắn thật sự không muốn qua lại với đám đệ tử thánh địa này. Hắn nhìn Khương Thế Long và Minh Du Nhiên rời đi, trong lòng không còn lo lắng, tiếp tục chờ Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề tới. Khi đi vào sơn động, hắn cố ý đi hấp thụ và luyện hóa tiểu yêu thú, thế rồi mất liên lạc với Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề từ lúc nào chẳng hay. Đến bây giờ bùa truyền tin vẫn chưa có tin tức gửi tới, hẳn là bọn họ đã đi xa. Nhưng Dương Bách Xuyên tin rằng cuối cùng Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề sẽ đến đây, bởi vì nơi này là điểm cuối, hơn nữa bọn họ đã từng tới. Chấm chấm chấm. Thời gian tiếp theo, nhóm Dương Bách Xuyên vừa chờ đợi vừa tu luyện ở Linh Trì, Dương Bách Xuyên kiểm tra vết thương cho con trồn, thấy không có gì đáng ngại. Khả năng hồi phục của nó cũng kinh người, một ngày sau đã khỏi. Hắn thả nó ra ngoài không gian bình càn khôn. Đòi được ba cây cỏ dao long trong miệng nó rồi cất giữ cẩn thận,
dự định bớt chút thời gian để luyện chế đan độ kiếp. Ba cây cỏ giao long chắc chắn luyện chế được ba lò đan dược, cũng đủ cho hắn và Lục Yên Chi dùng. Đan dược còn thừa thì giữ lại, đó đều là đồ giá trị cao có thể đổi lấy thiên tài địa bảo khác. Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành đã luyện hóa huyết tinh và tu luyện. Ngày thứ ba, Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề một trước một sau tới Linh Trì. Sau khi hai bên gặp nhau, Dương Bách Xuyên và Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề không giấu giếm gì, kể hết mọi chuyện đã gặp trong mấy ngày qua. Lúc Dương Bách Xuyên nói hắn đã chém giết Mộc Ngưng Hiên núi Thiên Kiếm và đệ tử của Bách Luyện Sơn Trang, còn đại chiến với Mai Hoa Tiên Tử, chém giết đệ tử của Thông Tiên Cung, Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề gần như hóa đá. Chưa kể đám đệ tử thánh địa này đều không phải đèn cạn dầu, sao có thể chém giết dễ dàng như vậy? Không nói đến những người khác, chỉ riêng Mộc Ngưng Hiên đã không dễ đối phó. Mộ Trường Phong đấu với Mộc Ngưng Hiên cũng chỉ ngang tài ngang sức, nhưng Mộc Ngưng Hiên lại bị vị sư tổ này giết chết. Chuyện này, quá chấn động. Tính ra thì vị sư tổ trẻ tuổi này đã đắc tội với năm thánh địa lớn. Tu chân giới có tổng cộng 9 thánh địa lớn, vị sư tổ trẻ tuổi này đã đắc tội hơn một nửa. Xem như Mộ Trường Phong đã nhìn ra thực lực và thủ đoạn của vị sư tổ này không thể khinh thường, không hổ là sư tổ. Tuy nhiên, bản lĩnh gây họa cũng không nhỏ. Mộ Trường Phong cười khổ trong lòng, y biết rằng đến khi chuyến đi hành cung thiên yêu kết thúc, mình phải rời đi trước mới được, phải báo cho thánh chủ biết vị sư tổ trẻ tuổi này đã gây họa để cho thánh thủ giải quyết. Nếu không, vị sư tổ trẻ tuổi này chỉ có đường chết. Sau khi gặp nhau, mấy người cũng bước vào trận pháp truyền tống ở Linh Trì. Trung Quy vẫn phải tiếp tục xông vào một hành cung mới được. Mộ Trường Phong vừa đi vừa giới thiệu cặn kẽ về lịch sử và tình hình của 9 thánh địa lớn cho Dương Bách Xuyên. Y biết mình cần phải làm cho vị sư tổ này kiềm chế tính tình một chút, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Một khi năm thánh địa lớn thật sự bắt tay hợp tác thì ngay cả Trường Sinh Điện cũng không phải là đối thủ. Hiện tại Mộ Trường Phong vô cùng nhức đầu về sư tổ Dương Bách Xuyên. Y quyết định từ giờ trở đi nhất định phải theo sát vị sư tổ này kẻo hắn lại gây họa. May mà vị sư tổ này vẫn chưa đắc tội thánh địa Đao Chủng và U Linh Chi Đô. Nếu không các thế lực này cùng đứng về một phe thì ở trong hành cung cũng rất nguy hiểm chứ đừng nói chi đến bên ngoài. Người khác không biết, nhưng Mộ Trường Phong biết rõ thông tiên lệnh trong tay Mai Hoa Tiên Tử của thông tiên cung có uy lực nhường nào. Ngoài ra còn có U Linh Chi Đô thần bí cũng là thế lực không dễ đối phó. Nếu không đi theo Dương Bách Xuyên, Mộ Trường Phong thật sự sợ hắn sẽ đắc tội với U Linh Chi Đô và Thánh Địa Đao Chủng, như vậy sẽ đắc tội hết lượt, không chừng Dương Bách Xuyên sẽ bị sát hại tập thể, y chẳng có cách nào cứu được vị sư tổ trẻ tuổi này. Đoàn người bước vào trận pháp truyền tống ở Linh Trì, chớp mắt đã đến một tế đàn, trước mắt là rừng rậm nguyên thủy mênh mông vô bờ. Nơi này là hành cung của Thiên Cơ Tinh Bạch Hổ Thiên Yêu Vương. Theo lời của Mộ Trường Phong, hành cung của Bạch Hổ Thiên Yêu Vương nằm trong rừng rậm ở trung tâm không gian này, cũng có thể nói cả thế giới nhỏ nơi này đều là rừng rậm bạt ngàn. Trung tâm rừng rậm có một cái cây cao dập trời, mọc ra từ máu thịt của Bạch Hổ Thiên Yêu Vương, là một cây cổ đằng. Chỗ đó cũng là vị trí của trận pháp truyền tống đến hành cung tiếp theo. Mộ Trường Phong nói, sư tổ, nơi đây là rừng nguyên thủy với cổ thụ che trời. Không giống những nơi khác. Nơi này có quá nhiều yêu thú hoang dã rất mạnh, không dễ đến gần, cần phải chém giết xông qua. Song, có một điểm kỳ lạ xin sư tổ ghi nhớ. Có lẽ yêu thú ở đây chịu ảnh hưởng của sức mạnh tinh huyết của Bạch Hổ Thiên Yêu Vương, từ đó sinh ra yêu thú dị biến không có trí tuệ, tất cả đều là hung thú. Một khi ra tay thì phải giết chết, nếu không chúng sẽ tấn công mạnh mẽ. Còn nữa, sau khi đến chỗ cổ đằng, hoặc phải gọi là cây hổ đằng, sư tổ tuyệt đối không được chạm vào hoa trên cây. Cây đó là tinh huyết của Bạch Hổ Thiên Yêu Vương thành tinh, không biết đã dựng dục bao nhiêu năm rồi. Hoa có màu trắng sữa, nở mãi không tàn. Một bông hoa rơi xuống đất sẽ biến thành một con yêu thú Bạch Hổ có thực lực đại thừa, rất khó đối phó. Mấy lần trước chúng ta đến đây đều có rất nhiều đệ tử chết vì hoa cổ đằng. Nhưng không chạm vào thì không sao. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết. Nhưng vẫn có nghi vấn, nếu hoa cổ đằng nguy hiểm thì tại sao các ngươi còn phải chạm vào, dẫn đến đệ tử mất mạng? Hắn nghĩ nhất định là hoa cổ đằng có gì đó không bình thường.
Mộ Trường Phong nhìn Dương Bách Xuyên, do dự giây lát, cuối cùng vẫn nói ra, thật ra hoa cổ đằng kia là một loại thiên tài địa bảo, chứa đựng linh lực hệ mộc vô cùng cường đại. Linh thực chứa trong một bông hoa có thể giúp một tu sĩ độ kiếp sơ kỳ tăng thêm thực lực bằng trăm năm khổ tu. Tuy nhiên, một khi chạm vào hoa cổ đằng, nó sẽ biến thành thú yêu hồn bạch hổ có thực lực tương đương tu sĩ đại thừa. Vì vậy, không có thực lực mạnh thì sẽ chết, ta không kiến nghị sư tổ động vào. Có rất nhiều thiên tài địa bảo, không cần phải động vào hoa cổ đằng. Dương Bách Xuyên đã hiểu, lúc trước hắn còn hỏi Mộ Trường Phong xem thiên cơ tinh bạch hổ thiên yêu vương có bảo vật gì. Các hành cung khác đều có bảo vật, vậy thì thiên cơ tinh bạch hổ thiên yêu vương cũng có mới đúng. Mộ Trường Phong không nói, thì ra là hoa cổ đằng, nhưng hoa cổ đằng là cơ duyên nhưng cũng rất nguy hiểm. Thiết nghĩ nơi này thật kỳ lạ. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, sẽ không chạm vào hoa cổ đằng. Đoàn người đi xuống tế đàn, tiến vào rừng rậm. Mới nghe thì thấy giống tiếng chồn, nhưng khác ở chỗ tiếng kêu này rất chói tai. Hơn nữa, dường như có rất nhiều. Cả bụi cỏ đều lay động. Ban đầu chỉ một khoảng nhỏ, nháy mắt đã là cả một vùng lớn. Dừng lại, phòng bị. Mộ Trường Phong ra tay đầu tiên, chân nguyên hội tụ trong tay, phù văn lóe lên, y cảnh giác nhìn bụi cỏ xung quanh lay động. Hiên Viên Linh Hề cũng dặn dò các đệ tử xung quanh chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người đều căng thẳng, vô cùng nghiêm túc. Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, không cho là đúng. Hắn cảm thấy Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề quá căng thẳng thì phải. Tuy nhiên, trong lúc hắn nảy ra ý nghĩ này, bụi cỏ xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Vừa rồi còn là bầu không khí thần hồn nát thần tính, một giây sau đã trở nên yên tĩnh khiến người ta không kịp thích ứng. Sau khoảng chừng 10 hơi thở, bỗng nhiên một tiếng chít kéo dài vang lên, tựa như mang theo lực xuyên thấu của sóng âm cường đại vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, một tia sáng màu tím lóe lên như tia chớp, xông thẳng tới một đệ tử của Trường Sinh Điện. Tốc độ cực nhanh, hệt như một tia chớp màu tím xé toang không khí. Phập! Á, đệ tử này trở tay không kịp, kêu gào thảm thiết. Tiếp đó, máu văng tung tóe. Tia sáng tím này xuyên thủng vai, để lại một lỗ máu đầm đìa trên người đệ tử Trường Sinh Điện. Mộ Trường Phong lập tức hừ lạnh, ra tay nhanh như chớp, đánh mạnh vào miệng vết thương của đệ tử này. Trong tay y hiện ra phù văn, sau đó tiếng chít ngưng bặt. Khi Mộ Trường Phong thu tay, trong tay y có thêm một con yêu thú màu tím rất giống chuột trù, to bằng nắm tay, lông toàn thân nhẵn mịn, tỏa ra ánh sáng tím trông rất đẹp. Nhưng nó đã bị Mộ Trường Phong bóp chết. Lúc này ai nấy đều căng thẳng, không ai là kẻ yếu cả. Vừa rồi thực lực mà con yêu thú chuột trù màu tím này bộc phát ra có thể xuyên thủng vai của đệ tử Trường Sinh Điện, chứng tỏ một con yêu thú nhỏ có thực lực tương đương độ kiếp. Tuy nó không phát ra yêu lực cường đại gì, nhưng chỉ một kích cũng đủ chứng minh tất cả. Nếu chỉ một con thì đơn giản. Nhưng hồi nãy bụi cỏ xung quanh đều lay động rất mạnh, mọi người bất giác sởn da gà. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng nghiêm mặt, một con chuột tím rất dễ giải quyết, không có gì to tát. Nhưng nếu là một đàn thì sao? Lúc này sắc mặt mọi người đều thay đổi. Là chuột yêu tử kim, lực xuyên thủng kinh người. Là yêu thú quần cư. Mọi người đứng sát vào nhau, kết thành trận, nhanh chóng tiến về phía trước. Chỉ cần chạy ra khỏi địa bàn của chuột yêu tử kim là có thể giải trừ nguy hiểm, tuyệt đối không được dừng lại. Một khi bị đàn chuột quấn lấy thì sẽ bị gặm thành vụn xương. Chạy mau! Mộ Trường Phong biến sắc, vừa hét to vừa chạy thẳng về phía trước. Phù văn trong tay Mộ Trường Phong phát sáng, y đã chuẩn bị sẵn sàng chém giết mở đường. Bốn đệ tử của Trường Sinh Điện theo sát phía sau, ba đệ tử không bị thương vây sư đệ bị thương ở giữa, trông rất đoàn kết. Dương Bách Xuyên thầm gật đầu khen ngợi điểm này, Hiên Viên Linh Hề cũng dẫn theo đệ tử của Hoàng Triều Hiên Viên đi theo bên cạnh Mộ Trường Phong. Ai nấy đều vận chuyển chân nguyên toàn thân, sẵn sàng đối phó với tình huống đột xuất bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long, che chở bên cạnh Lục Yên Chi. Lúc này hắn cũng không dám lơ là. Đoàn người vừa di chuyển, xung quanh xuất hiện từng tia sáng tím, chính là chuột yêu tử kim lao tới tấn công bọn họ như tên bắn. Ước chừng khoảng hơn 1000 con. Chúng nó là bầy đàn, mọi người không được dừng lại, hãy xông ra ngoài.
các sư đệ biến ra pháp tướng, bảo vệ mọi người. Mộ Trường Phong hô to, toàn thân phát ra ánh sáng vàng, cơ thể nhanh chóng biến to, chớp mắt đã hóa thành một pháp tướng cao gần 60 mét. Ầm ầm ầm. Kế tiếp là bốn đệ tử Trường Sinh Điện cũng biến ra pháp tướng, nhưng pháp tướng của họ giống Dương Bách Xuyên, chỉ cao 30 mét. Chỉ có Mộ Trường Phong là pháp tướng cao tới 60 mét. Sau khi năm người biến ra pháp tướng liền tản ra, bảo vệ mọi người ở giữa, tạo thành một lồng ánh sáng phòng ngự. Sau đó, từng con chuột yêu tử kim lao tới tông vào pháp tướng của năm người Mộ Trường Phong và lồng phòng ngự ánh sáng. Bộp, bộp, bộp. Chuỗi âm thanh và đập nghe như tiếng mưa đá rơi xuống mái ngói vang lên. May mà không phá vỡ phòng ngự. Lúc này, thần thông Trường Sinh Chí Tôn của Trường Sinh Điện phát huy ưu thế cực lớn, ngăn chặn vô số đợt tấn công của chuột yêu tử kim. Năm người Mộ Trường Phong giống như năm chiến thần khổng lồ, toàn thân phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, từng đạo phù văn lưu chuyển bên ngoài, thần thánh uy nghiêm, bảo vệ mọi người ở giữa. Kế tiếp, mọi người lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần ra khỏi địa bàn của chuột yêu tử kim là chúng sẽ không tấn công bọn họ nữa. Yêu thú ở bất cứ đâu cũng có khu vực địa bàn riêng, kẻ nào xông vào ắt sẽ bị tấn công. Dương Bách Xuyên nhìn pháp tướng của năm người Mộ Trường Phong, cảm thấy rất thân thiết, bởi vì cùng là nhất mạch truyền thừa thần thông thập nhị chí tôn mà hắn tu luyện. Điểm khác nhau là Dương Bách Xuyên biết nó có tên thần thông thập nhị chí tôn, còn Trường Sinh Điện gọi là thần thông Trường Sinh Chí Tôn, không biết thập nhị chí tôn là thần thông gốc, thần thông Trường Sinh Chí Tôn là diễn hóa ra. Tên họ Dương nào đó biết rằng ngoại trừ đám Mộ Trường Phong, ở đây chỉ có hắn hiểu rõ thần thông này nhất. Thậm chí có thể nói hắn còn hiểu hơn đám Mộ Trường Phong, bởi vì thần thông hắn tu luyện là thân truyền của sư phụ Vân Thiên Tà, còn là thần thông thập nhị chí tôn hoàn chỉnh nhất. Ngay cả đại sư huynh, nhị sư huynh và tiểu sư tỷ chưa từng gặp mặt cũng không có thần thông hoàn chỉnh. Sư phụ từng nói thần thông thập nhị chí tôn mà mấy vị sư huynh sư tỷ tu luyện cũng chỉ đến tầng thứ 11 mà thôi. Đương nhiên hiện tại Dương Bách Xuyên mới chỉ tu luyện đến tầng thứ 2, phía sau còn có 10 tầng chưa tu luyện. Vì vậy Dương Bách Xuyên biết rõ tình trạng của 5 người Mộ Trường Phong. Trông thì cực kỳ oai phong đấy, nhưng thật ra tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Vô số chuột yêu tử kim không ngừng công kích, Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ pháp tướng của 5 người Mộ Trường Phong đã từ từ suy yếu. Cứ cái đà này thì sớm muộn gì chuột yêu tử kim cũng phá vỡ pháp tướng và phòng ngự của 5 người. Hơn nữa, bọn họ không chỉ phòng ngự, mà còn phải vừa chạy vừa tấn công chuột yêu tử kim. Nếu không tấn công thì sẽ càng lúc càng nhiều. Do đó, 5 người họ không chống đỡ được bao lâu nữa. Dương Bách Xuyên đã nhìn ra điều này, mà 5 người Mộ Trường Phong cũng biết. 5 người Mộ Trường Phong hóa thành pháp tướng khổng lồ, mỗi bước xa 10 mét, vung tay tung ra nắm đấm to bằng cối xay, một đống chuột yêu màu tím bị đập chết. Trông rất oai, nhưng hao tổn rất nhiều chân nguyên. Mỗi kích tung ra đều tiêu hao lượng lớn chân nguyên và sức mạnh thần hồn. Khoảng 10 phút sau, Dương Bách Xuyên phát hiện tốc độ của 5 người đã chậm lại, hắn cũng nhìn ra trận pháp bọn họ tạo thành đã xuất hiện kẽ hở. Tên họ Dương nào đó biết mình cần phải ra tay, nếu hắn còn không ra tay thì phòng ngự do 5 người họ tạo ra sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, mọi người phải đối mặt với sự tấn công của gần 1 vạn con chuột yêu tử kim, chắc chắn sẽ có người bị thương nặng. Người của Trường Sinh Điện có pháp tướng mạnh mẽ, đệ tử của Hoàng Triều Hiên Viên không có, Lục Yên Chi cũng không có. Dương Bách Xuyên không muốn những người ở đây mất mạng. Vì vậy, hắn không thi triển pháp tướng ngay từ lúc bắt đầu, thật ra là đang quan sát 5 người Mộ Trường Phong phối hợp với nhau kết trận pháp. Thấy pháp tướng của Mộ Trường Phong cao 60 mét, hắn nghĩ xem mình có thể tăng chiều cao một chút hay không. Tốt xấu gì hắn cũng là sư tổ, không thể mất mặt trước đệ tử Trường Sinh Điện được, biến ra pháp tướng cao 30 mét thì chẳng khác gì đệ tử Trường Sinh Điện. Hơn nữa, sau khi tu luyện thần thông thập nhị chí tôn, pháp tướng của hắn vẫn luôn cao 30 mét. Hắn cũng cảm thấy không bình thường. Bây giờ quan sát pháp tướng của Mộ Trường Phong, rốt cuộc Dương Bách Xuyên đã biết tại sao pháp tướng của mình không thể cao lên, đó là bởi vì cần sức mạnh thần hồn dẫn dắt. Hiện tại nguyên thần của hắn đã lớn hơn 1 vòng sau khi hấp thụ và luyện hóa yêu hồn châu của Thiên Ưng Vương Kim Sí, sức mạnh thần hồn cường đại hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Hắn nghĩ lúc này thi triển pháp tướng có thể cao hơn rất nhiều.
Trong tình huống này, khi đối phó với chuột yêu tử kim, pháp tướng càng cao lớn mạnh mẽ thì càng chiếm ưu thế. Hơn nữa, hắn có thể dung hợp vào trận pháp của 5 người mộ trường phong, tạo thành lục mang tinh thần trận, giúp nâng cao uy lực của trận pháp, đồng thời giảm bớt áp lực cho 5 người mộ trường phong. Mắt thấy 5 người mộ trường phong đã trở nên chầy chật, Dương Bách Xuyên lập tức hành động, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, phù văn cổ xưa lưu chuyển trên người, cơ thể dâng cao. Thoáng cái pháp tướng của Dương Bách Xuyên đã cao đến 100 mét, gấp đôi mộ trường phong. Pháp tướng đạt tới chiều cao 100 mét, gấp đôi so với trước kia, điều này khiến cho ngay cả bản thân Dương Bách Xuyên cũng ngạc nhiên, vốn nghĩ pháp tướng có thể cao bằng mộ trường phong là được rồi, không nghĩ lại cao tới 100 mét. Dương Bách Xuyên nhớ lão đầu từng nói, pháp tướng càng cao thì uy lực càng mạnh, khi luyện tới cuối cùng, pháp tướng đạt 100.000 trượng cũng là điều bình thường. Thật ra Dương Bách Xuyên biết rõ, hiện tại hắn có thể đạt tới 100 mét đã là không tệ rồi. Nhưng sau khi pháp tượng của Dương Bách Xuyên hình thành, nó lập tức sáp nhập vào trận pháp 5 người mộ trường phong, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Về bản chất, thần thông bản lĩnh của mọi người đều là nhất mạch tương truyền, nhanh chóng hợp lại mà không phát sinh thay đổi cũng có thể hiểu. Hơn nữa, pháp tướng của Dương Bách Xuyên giúp trận pháp 5 người mộ trường phong nhanh chóng ổn định, lớp phòng ngự ngôi sao 6 cánh càng mạnh mẽ hơn. Mộ trường phong cũng rất khiếp sợ với Dương Bách Xuyên. Vốn dĩ y mang theo 4 đệ tử điện trường sinh làm thành trận pháp phòng ngự nhanh chóng tiến về phía trước, mọi người đều làm tốt lớp bảo vệ, thế nhưng vận hành pháp tướng và trận pháp cần một lượng chân nguyên rất lớn để chống đỡ, cực kỳ lãng phí pháp lực thần hồn. Cộng thêm chuột yêu tử kim không ngừng tấn công khiến 5 người bọn họ dần cảm thấy khó khăn, bọn họ biết lát nữa trận pháp phòng ngự này sẽ bị chuột yêu tử kim công phá, tới khi đó mọi người phải cùng nhau chiến đấu. Mộ trường phong đang định nhắc nhở những người khác làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, y đột nhiên chú ý tới phía sau sư tổ Dương Bách tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Thân là đệ tử tinh anh của điện trường sinh, mộ trường phong quá quen thuộc với ánh sáng phù văn sau lưng sư tổ mình đại biểu cho cái gì, chính là pháp tượng. Mộ trường phong thấy vậy thì cực kỳ vui vẻ, y cũng không ngạc nhiên với việc Dương Bách Xuyên thi triển pháp tượng, bởi vì lúc trước y cũng từng thấy. Vừa rồi khi 5 đệ tử điện trường sinh bọn họ thi triển pháp tượng, y cũng không tiện để Dương Bách Xuyên gia nhập vào. Lúc này, Dương Bách Xuyên chủ động thi triển pháp tượng sẽ giúp bọn họ dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa còn có thể tăng cường phòng ngự, giảm bớt thương vong, không chừng còn có thể xông ra, rời khỏi địa bàn của chuột yêu tử kim, lúc đó nó sẽ không tấn công họ nữa. Chỉ là, mộ trường phong không ngờ, pháp tượng của Dương Bách Xuyên sau khi hình thành lại cao tới 100 mét. Trong mắt của mộ trường phong, chỉ có đại trưởng lão điện trường sinh mới có thể đạt được độ cao như vậy. Các đại trưởng lão của điện trường sinh đều là cảnh giới phi thăng hoặc là địa tiên tam chuyển. Nhưng Dương Bách Xuyên hiện tại, nhìn thế nào cũng chỉ mới độ kiếp sơ kỳ mà thôi, quả đúng là khiến mộ trường sinh khiếp sợ. Không ngờ Dương Bách Xuyên lại thi triển ra pháp tượng cao 100 mét. Pháp tượng của Dương Bách Xuyên cũng chấn động tới những người khác, bọn họ nhìn Dương Bách Xuyên giống như cây cổ cụ che trời. Ai nấy đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Ngược lại, Dương Bách Xuyên cũng không để ý tới những người khác, sau khi vận công pháp lực gia tăng lớp phòng ngự, hắn ra hiệu cho mấy người mộ trường phong tiếp tục mở đường. Đoàn người cũng không dừng lại, tiếp tục đuổi giết chuột yêu tử kim đang điên cuồng xông về phía bọn họ. Sau khi pháp tướng của Dương Bách Xuyên được thi triển, bàn tay to lớn chộp về phía chuột yêu tử kim, phù văn trong lòng bàn tay xoay tròn, hình thành một khối lớn. Dương Bách Xuyên thô bạo trực tiếp bóp, ngay lập tức, một hồi tiếng kêu vang lên, chết vô số. Vốn dĩ, mục đích của Dương Bách Xuyên chính là giết chết chuột yêu tử kim, nhưng sau khi bóp nát thì lòng bàn tay lại bộc phát ra yêu lực cường lại. Ồ, Dương Bách Xuyên có chút kỳ quái, hắn xuất hiện lòng bàn tay xuất hiện từng viên yêu đan màu tím, nhỏ như hạt đậu, khoảng chừng hơn 10 viên. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới phản ứng kịp. Hóa ra đám chuột yêu này cũng không phải vô dụng, trong cơ thể lại có yêu đan, vừa rồi hắn bóp chết nhiều như vậy nhưng trong tay chỉ còn hơn 10 viên, bên trong đều cất chứa năng lượng rất thuần khiết. Đây là tất cả những gì Dương Bách Xuyên cần. Hắn không biết tử phủ của mình phải hấp thụ bao nhiêu linh khí của đất trời mới có thể đầy. Có nhiều chuột yêu tử kim như vậy, bọn chúng đều có yêu đan, sau khi xử lý được đám yêu thú này thì sẽ có thể lấy được rất nhiều yêu đan. Đối với những người khác, đám chuột yêu tử kim rất khó đối phó, nhưng Dương Bách Xuyên lại không hề quan tâm, với hắn mà nói thì càng nhiều càng tốt.
yêu đan của những yêu thú này có tác dụng rất lớn trong việc bổ sung năng lượng cho tử phủ. Sau đó, Dương Bách Xuyên vừa đi vừa bắt, bóp chặt yêu thú trong tay đã lấy được 10, 20 viên yêu đan. Nhưng lúc này, đám chuột tử kim tới quấn lấy bọn họ càng lúc càng nhiều, bắt đầu là mấy nghìn, sau đó lên mấy vạn, bây giờ đã đạt tới chục vạn chuột yêu, bọn họ càng giết thì càng thu hút chuột yêu tử kim tới, mùi máu tươi không ngừng kéo bọn chúng tới. Dương Bách Xuyên và đám người Mộ Trường Phong giết chúng cũng cảm thấy khó khăn. Dương Bách Xuyên không ngừng thu thập yêu đan, thế nên không tránh khỏi ảnh hưởng tới tốc độ. Nhưng hắn không muốn bỏ phí đống yêu đan này. Trong mắt hắn, mỗi một viên yêu đan màu tím kia đều là một phần năng lượng. Nhưng may mắn thay, có thêm Dương, sau khi hình thành mấy pháp thể bọn họ phòng ngự cực kỳ cường đại, không có người nào bị thương. Cũng chính pháp tượng mấy người họ đã làm cho mọi người cảm thấy bình an vô sự. Dương Bách Xuyên đối mặt với càng lúc càng nhiều chuột yêu tử kim, hắn vừa giết vừa thu yêu đan, cuối cùng lại có chút luống cuống tay chân. Hắn lo lắng liệu lát nữa mình có chống đỡ được không. Dù sao thì pháp lực của hắn cũng không phải vô hạn, chân khí trong cơ thể sẽ nhanh chóng xói mòn. Đúng lúc này, giọng nói sư phụ Vân Thiên Tà vang lên bên tai, thằng nhóc thối, con cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng mệt chết, nếu con muốn yêu đan của chuột yêu thì vi sư sẽ giúp một tay. Lão đầu đột nhiên lên tiếng khiến Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, hắn vội vàng hỏi, lão đầu, người có cách gì không? Tử phủ của con cần rất nhiều năng lượng mới lấp đầy được chân khí. Những yêu đan này rất tinh khiết mặc dù là yêu lực nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc con tu luyện, nhanh giúp con. Dương Bách Xuyên biết chỉ cần lão đầu ra tay thì nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Ngay sau đó, hắn nghe thấy lão đầu nói, thằng nhóc thối, cũng không thấy con lĩnh hội mà vi sư truyền cho, nếu như chăm chỉ lĩnh hội thì đương nhiên sẽ biết cách ứng phó với tình huống hiện tại. Vân Thiên Tà mắng xong rồi nói tiếp, chiêu thần thông thứ ba của thập nhị chí tôn chính là đấu chuyển chí tôn, có ẩn long quyền, ấn tinh di, ấn nhật nguyệt, tam ấn thần thông. Chiêu thứ nhất có lực hút rất mạnh, đây là thần thông vi sư quan sát từ một gã ma tôn tu luyện hút tinh đại pháp, sau đó cải tiến, tu luyện thành, có thể di chuyển ngôi sao, mặt trăng mặt trời, hấp thụ lực lượng của chúng để sử dụng cho bản thân, nhưng với tu vi hiện tại của con thì hấp thụ lực lượng yêu đan của đám tiểu yêu này cũng đủ. Dương Bách Xuyên hết sức muộn phiền. Đấu chuyển chí tôn thần thông quan trọng nhất là hai chữ hấp thu, tu luyện mà thành, tu vi càng cao thì lực lượng con có thể hấp thu từ những sinh linh khác càng lớn, điều này tỷ lệ thuận với tu vi của con. Sau khi nói tới đây, Dương Bách Xuyên không nhịn được. Trợn mắt ngắt lời, lão đầu chết tiệt, người nói không phải uống công rồi hay sao? Thập nhị chí tôn, tu luyện mỗi chiều đều vô cùng khó, tiêu tốn rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ tu luyện. Bây giờ người bảo con tu luyện thế nào? Thằng nhóc vô sỉ, nếu vi sư đã nói như vậy thì đương nhiên sẽ giúp con một tay, dựa vào con. Quá phế, con còn có mặt mũi làm sư tổ đám đệ tử Điện Trường Sinh, đúng là làm mất mặt vi sư. Nghe rõ đây, đợi lát nữa vi sư sẽ vận hành pháp tướng, sau đó sẽ thi triển đấu chuyển chí tôn. Con nhìn kỹ, cảm nhận, nhìn xem vi sư tu luyện, thi triển môn thần thông này như thế nào. Có thể cảm ngộ được bao nhiêu thì phải dựa vào may mắn của con, vi sư chỉ biểu diễn một lần. Vân Thiên Tà nói chuyện với Dương Bách Xuyên đầy vẻ đầy ghét bỏ. Dương Bách Xuyên rất buồn bực lão đầu nhưng đáy lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Lúc trước, lão đầu đã nói sẽ không giúp hắn, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân, nhưng hiện tại tới thời khắc mấu chốt, lão đầu vẫn sẽ nhảy ra, mặc dù ngoài miệng chửi mắng nhưng với hắn thì đây chính là một loại bảo vệ. Còn không phải sợ bản thân hắn chịu thiệt hay sao? Đương nhiên lão đầu mượn cớ, sư tổ Điện Trường Sinh như hắn sẽ mất mặt trước đám đệ tử. Lý do rất gượng ép nhưng lại đầu yêu thương. Thật ra Dương Bách Xuyên biết rất rõ, từ trước tới giờ, lão đầu vẫn luôn rất quan tâm hắn, chỉ là hai thầy trò bọn họ đều không nói, ngoài miệng cũng không chịu thừa nhận mà thôi. Nghe lão đầu nói xong, Dương Bách Xuyên cũng dùng giọng điệu chán ghét đáp, rồi, người mau nhanh lên. Chuột yêu tử kim ngày càng nhiều, còn sợ đám Mộ Trường Sinh không chống cự được bao lâu nữa. Ồn ào. Vân Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, sau đó, Dương Bách Xuyên cảm nhận được cơ thể run lên, một cỡ thần hồn cường đại truyền tới. Ngay sau đó, pháp tượng của hắn tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Dương Bách Xuyên cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại xuất hiện trong cơ thể truyền khắp các kinh mạch, khiếu huyệt toàn thân được mở ra, luồng sức mạnh tỏa ra từ mỗi huyệt. Tụ lại trong pháp tượng cao 100 mét,
giữ những khiếu huyết đều có liên hệ với nhau, như có một tấm lưới răng trên cơ thể. Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng của lão đầu vang lên, ấn Long Quyển, ấn Tinh Di, ấn Nhật Nguyệt, đấu chuyển Tinh Di, chí tôn hợp lực, lên. Lão đầu hô lên từng câu từng chữ, trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện ba phù văn, sự chuyển động của mỗi một phù văn đã làm cho chân khí, kinh mạch, khiếu huyệt trong cơ thể thay đổi vô cùng rõ ràng. Chiêu thứ ba đấu chuyển chí tôn của thành công. Lúc này, lão đầu đã mượn pháp thượng của hắn để biểu diễn một lần, chiêu thần thông thứ ba đấu chuyển chí tôn, cũng giải quyết được hoàn cảnh khó khăn trước mắt, mặc dù lão đầu nói chỉ thi triển một lần cho hắn tự lĩnh hội, nhưng mỗi một chi tiết tỉ mỉ của chiêu thần thông này đều in sâu trong đầu hắn. Gạch nối. Cứ như vậy, sau này hắn lĩnh hội chiêu thần thông thứ ba đấu chuyển chí tôn, nỗ lực một nửa cũng sẽ đạt được kết quả gấp đôi, lần này thi triển xong, Dương Bách Xuyên đoán, cho dù bản thân hắn không thi triển được tam ấn, nhưng một ấn thì hắn vẫn có thể đánh ra được. Với Dương Bách Xuyên mà nói, màn thi triển lần này của lão đầu rất quan trọng. Lão đầu còn thi triển ra toàn bộ, phát huy tối đa sức mạnh của chiêu thức thứ ba đấu chuyển chí tôn. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng, pháp tượng của hắn đã hóa thành cơn lốc, có lực hút không gì sánh kịp. Chớp mắt, rất nhiều chuột yêu tử kim đã bị hắn hút lên người, hình thành gió xoáy cuốn vô số chuột yêu qua. Dương Bách Xuyên cảm nhận được uy lực rất lớn trên cơ thể mình. Lúc này, hắn nghe lão đầu nói, để những người khác cách xa ra, bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Dương Bách Xuyên phản ứng kịp thời, hắn vội vàng hô lên với Mộ Trường Phong, Trường Phong, các người mau rời khỏi đây, tránh ra xa một chút, ta cần luyện hóa đám chuột yêu tử kim này. Không cần Dương Bách Xuyên nhắc, đám người Mộ Trường Phong cũng cảm nhận được trên người Dương Bách Xuyên phát ra một lực hút cực kỳ mạnh, trong lòng thầm đoán, chuyện này chắc chắn do vị sư tổ trẻ tuổi này làm. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, y cũng không hỏi nhiều, vội vàng rời đi, kéo dài khoảng cách với Dương Bách Xuyên. Lúc này, bọn họ cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, đám con tử kim không còn tấn công họ nữa mà tập trung hết về phía Dương Bách Xuyên. Chạy được hơn 100 mét, đám người Mộ Trường Phong mới dừng lại vì không còn chuột yêu nào đuổi theo nữa. Vừa quay đầu nhìn thì hai mắt trừng lớn. Pháp tượng của Dương Bách Xuyên đã không thấy được màu sắc, toàn thân bị bao phủ bởi vô số chuột yêu tử kim, tạo thành một quả cầu khổng lồ. Lúc này, đám người Mộ Trường Sinh bắt đầu lo lắng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Dương Bách Xuyên lại hút toàn bộ chuột yêu lên cơ thể, không biết hắn có sao không. Nghĩ lại vừa rồi, Dương Bách Xuyên nói muốn luyện hóa đám chuột này, đám người Mộ Trường Sinh lại cảm thấy có lẽ là không xảy ra chuyện gì, vị sư tổ trẻ tuổi này có vô số thủ đoạn mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi. Dương Bách Xuyên khiến đám Mộ Trường Sinh rất bất ngờ, không một ai nghĩ tới hắn lại hút toàn bộ chuột yêu tử kim lên người mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ như vẫn còn tiếp tục, rất nhiều chuột yêu tử kim bay tập trung quanh người Dương Bách Xuyên, cuối cùng hình thành một quả cầu khổng lồ có đường kính 100 mét. Nhìn từ góc độ nào cũng không thấy được pháp tượng của Dương Bách Xuyên, thứ mà họ trông thấy chỉ là một quả cầu kích thước lớn được hình thành bởi chuột yêu kim tử. Tất cả mọi người đều đang lo lắng cho Dương Bách Xuyên, sợ hắn sẽ bị vô số những chuột yêu tử kim kia cắn nuốt. Nhưng bọn họ cũng biết. Nếu Dương Bách Xuyên đã nói hắn có thể luyện hóa chuột yêu thì chắc cũng không việc gì, hắn đã có sách. Lục Yên Chi siết chặt nắm đấm, nhìn từ phía xa, Dương Bách Xuyên bị đám chuột yêu vây lại, nàng rất lo lắng, nhưng lúc này nàng cũng không có cách, chỉ biết cầu nguyện cho Dương Bách Xuyên không sao, nàng tin Dương Bách Xuyên nhất định có thể luyện hóa được đám chuột yêu tử kim. Khi tất cả mọi người đang lo lắng cho Dương Bách Xuyên thì hắn đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hoặc là nói tử phủ của hắn đã thay đổi. Có lão đầu ra tay, thi triển kết hợp tam ấn của chiêu thứ ba trong thập nhị chí tôn, Dương Bách Xuyên đã hút tất cả chuột yêu lên cơ thể. Sau khi vận công pháp, một cỗ yêu lực khổng lồ đã bị Dương Bách Xuyên hấp thụ vào bên trong. Hắn đã dùng đấu chuyển chí tôn để hấp thụ lực của chuột yêu tử kim, sau đó dùng càn khôn tạo hóa quyết luyện hóa, dưới sự tương trợ của thần thông và công pháp, Dương Bách Xuyên như sinh ra phản ứng hóa học. Sức mạnh hấp thu của đấu chuyển chí tôn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Lúc trước lão đầu đã nói, đấu chuyển chí tôn được dựa theo công pháp tu luyện của một vị ma tôn, sau đó lĩnh ngộ cải cách mà thành, điều này làm cho Dương Bách Xuyên nhớ tới Tinh Túc lão tiên pháp lực vô biên nổi tiếng trên truyền hình Trung Quốc. Thứ hắn đang tu luyện chính là hấp tinh đại pháp. Nhưng là bản cao cấp hơn vì đã được lão đầu cải tiến,
thần thông và càn khôn tạo hóa quyết của hắn bổ trợ cho nhau chính là điều kiện thuận lợi nhất. Với Dương Bách Xuyên mà nói thì chẳng khác nào tu luyện thần pháp. Uy lực cắn nuốt yêu lực của chuột yêu tử kim vượt qua sức tưởng tượng của hắn, cộng thêm càn khôn tạo hóa quyết luyện hóa, dược lực trực tiếp luyện hóa năng lượng của chuột yêu thành chân khí trong tử phủ. Vốn dĩ còn đang lo lắng tử phủ của hắn quá lớn, không biết bao lâu mới có thể lấp đầy chân khí, nhưng sau khi có được thần thông đấu chuyển chí tôn, Dương Bách Xuyên biết mình cuối cùng cũng có thể thả lòng. Vô số chuột yêu tử kim bị lão đầu thi triển đấu chuyển chí tôn tập hợp lại một chỗ, hóa thành một quả cầu khổng lồ, mà bản thân hắn ở chính giữa hình cầu đang bắt đầu cắn nuốt. Yêu lực khổng lồ bị hấp thụ rồi luyện hóa thành chân khí bên trong tử phủ dần tăng lên, nếu như nói sức chứa chân khí của tử phủ là 100, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được, sau khi hấp thụ yêu lực của chuột yêu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chân khí đã đạt được 1%. Dương Bách Xuyên biết nếu như cứ dựa vào tốc độ này, chỉ cần có đủ chuột yêu tử kim cho hắn cắn nuốt luyện hóa, tử phủ rộng lớn mênh mông của hắn sẽ đầy. Sau khi bình tâm lại, Dương Bách Xuyên bắt đầu nghiêm túc cắn nuốt, luyện hóa yêu lực của chuột yêu tử kim. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng hơn vạn chuột yêu bị Dương Bách Xuyên tập hợp lại một chỗ. Đấu chuyển chí tôn thần thông giống như ma lực, thu hút tất cả chuột yêu tử kim lại phía này. Hơn vạn chuột yêu tập trung lại quả thật là một cỗ sức mạnh không nhỏ, Dương Bách Xuyên ở trung tâm đám yêu thú, vùi đầu cắn nuốt luyện hóa. Đám người Mộ Trường Sinh đứng ở xa đợi Dương Bách Xuyên. Mọi người đều lo lắng cho sự an toàn của Dương Bách Xuyên, cũng không biết qua bao lâu, thú ngũ hành đột nhiên nói tiếng người, a, quả cầu yêu thú này hình như đang thu nhỏ lại. Nghe thú ngũ hành nói vậy, tất cả nhìn qua phía Dương Bách Xuyên, quả nhiên trông thấy quả cầu chuột yêu tử kim đang nhỏ đi. Hiện tượng này chứng minh, Dương Bách Xuyên không hề nói khoác, hắn thật tự đã luyện hóa chuột yêu tử kim. Vị sư tổ trẻ tuổi này đã mang lại cho Mộ Trường Phong và đám đệ tử Điện Trường Sinh một cảnh tượng kinh diễm, trong lòng bọn họ đều âm thầm kính phục. Hiên Viên Linh Hề cũng chấn động, ban đầu nàng rất chán ghét khi Mộ Trường Phong giúp đỡ Dương Bách Xuyên, nhưng Điện Trường Sinh và Hoàng Triều Hiên Viên luôn cùng tiến cùng lùi, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể theo Mộ Trường Sinh, giúp đỡ Dương Bách Xuyên, đấu với người của những thánh địa khác. Trong lòng nàng cũng không có nhiều thiện cảm, nhưng lúc này, cuối cùng Hiên Viên Linh Hề cũng thay đổi thái độ với Dương Bách Xuyên. Thực lực mà Dương Bách Xuyên thi triển cũng đủ cho nàng và đệ tử Hoàng Triều Hiên Viên giúp đỡ, việc kết bạn với những cường giả hoặc những tu sĩ có tiềm năng ở tu chân giới cũng là một khóa học bắt buộc. Thực lực và tiềm lực mà Dương Bách Xuyên thể hiện lúc này đủ để Hiên Viên Linh Hề mạo hiểm giúp đỡ hắn. Lúc này, Hiên Viên Linh Hề biết những đệ tử đã ngã xuống đều đáng giá. Lục Yên Chi ôm Trồn Nhi trong ngực, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng và Dương Bách Xuyên thành đạo lữ là bởi vì cứu người, quỷ thần xui khiến mà trở thành đạo lữ của nhau, nhưng Lục Yên Chi biết nàng thích Dương Bách Xuyên. Lo lắng cho Dương Bách Xuyên từ tận đáy lòng. Trước ánh mắt của mọi người, quả cầu khổng lồ đang thu nhỏ lại, ánh sáng màu tím cũng dần mờ nhạt. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã tích lũy một lượng chân khí rất lớn bên trong cơ thể, đạt được một nửa. Cắn nuốt luyện hóa vẫn đang tiếp tục. Khoảng 3 ngày sau, cuối cùng Dương Bách Xuyên không còn cảm nhận được sự tồn tại của yêu lực nữa. Ngay sau đó, cơ thể hắn rung lên. Tất cả chuột yêu tử kim bao quanh cơ thể hắn đã biến thành xác khô, sau khi cơ thể hắn run lên, xác chết thi nhau rơi xuống đất, bộ lông hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một đống xương trắng chất thành ngọn núi. Nhưng trong mắt đám người Mộ Trường Phong và Lục Yên Chi chỉ thấy một người xuất hiện giữa đống xương chuột yêu tử kim, không ai khác chính là Dương Bách Xuyên đã khôi phục lại hình dáng bình thường. Lúc này, đám người Mộ Trường Phong vô cùng kinh ngạc, nhìn đống xương yêu thú chất thành núi, bọn họ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Họ không phải tu sĩ trẻ tuổi ngu dốt, ai cũng có thể nhìn ra, Dương Bách Xuyên đã hút đám chuột yêu tử kim này thành xác khô. Công pháp thần thông này thật đáng sợ. Nếu như đổi thành người thì cũng sẽ bị Dương Bách Xuyên hút khô sao? Mọi người Dương Bách Xuyên đang đi từ đống xương trắng kia tới, trong lòng ai nấy đều rất sợ hãi, sống lưng phát lạnh. May mà Dương Bách Xuyên cùng phe. Nếu như hắn là kẻ thù thì cũng quá đáng sợ.
Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đi tới trước mặt mọi người rồi cười chào hỏi, xong rồi, đã giải quyết được phiền phức, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hắn nói chuyện luôn mang dáng vẻ tươi cười, tâm trạng không tệ. Tính toán thời gian, hắn mất 7 ngày để cắn nuốt luyện hóa chuột yêu tử kim, nhưng trong khoảng thời gian đó chân khí trong tử phủ của hắn đã đạt được 60%. Mặc dù vẫn chưa đầy nhưng Dương Bách Xuyên đã rất mãn nguyện rồi. Bởi vì lúc trước, chân khí trong tử phủ của hắn cực kỳ ít, cũng chỉ 1-2%, nhưng bây giờ đã được tới 60. Chỉ cần 40% nữa là sẽ đầy. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 104.